Ngài Trang Diếp là đệ tử lớn của Đức Phật. Ngài có một cái hạnh tu đặc biệt, đó là chỉ xin ăn của người nghèo và không bao giờ xin người giàu. Bởi vì Ngài quan niệm người giàu là họ có phước rồi, người nghèo đời này là do đời trước họ không có chịu tu, không có chịu bố thí cúng dường, không có chịu làm lành, cho nên họ bị thiếu cái phước, cho nên đời này họ nghèo. Cho nên họ ngồi họ than hoài cái bài thơ nghèo. Rồi sau này họ được hát cái bài khi tôi sinh ra quen được hay kiếp con nhà nghèo. Họ đi lang thang qua bao nhiêu năm không đổi thay, lớn lên cũng còn hỏi. Cho nên Ngài học tập cái bài thơ, đọc cái bài thơ, nghĩa là sáng tác những bài thơ nghèo để nói lên cái thân phận của mình, nghĩ lại phận mình túi bánh tê. Nhưng mà khi ông nghiệm được một cái đạo lý nhân quả, tỉa đậu phộng thì có đậu phộng, trồng như leo sẽ được vươn. Đó là nhân quả mỗi người đó bố thí tụng kinh tiêu hết nghèo. Cho nên ông Ngài Ca Diếp quan niệm họ tâm họ như vậy, cho nên mình phải tới xin, không phải xin của mà xin cái tấm lòng cởi mở của họ. Đừng xin cái của nó quan trọng, tại vì cái của nó đưa ra là từ cái lòng. Cho nên có hoạt thường hay nói với các vị đi làm từ thiện á, phải bỏ cửa trái tim. Cho nên bài đó phải để tặng người yêu. Ngõ cửa trái tim là ngõ cái lòng của người ta, mà trái tim người ta mở cửa rồi, đừng lo cửa nhà băng nó mở cho tim mình. Người đời thường còn không dám phỉ báng, chứ còn làm sao chúng ta dám phỉ báng những bậc tu hành. Người ta có tu không mình không biết, tại vì có những bậc ta tu người ta đâu có quảng cáo, phải không? Thành thử ra tốt nhất là chúng ta đừng khinh ai hết, ai mình cũng kính trọng đi, tại vì cái đó là cái phước của mình. Còn người kia họ có tu hay không đó là chuyện của họ. Còn mình cứ làm cái việc của mình, là thấy ai cũng mình cũng tạo phước, chắp tay cung kính. Mà nhờ chắp tay cung kính như vậy đó, cho nên đời này mình không có phỉ báng ai hết. Phỉ báng là gì? Mình mạ nhục người ta, mình nói điều những cái điều không tốt về người đó, mà thật sự mình không có. Có nhiều khi do ghét mà nói cũng có, do mình ghét mình dựng chuyện mình phỉ báng cũng có. Cho nên không nên phỉ báng. Quý vị nào có dịp đọc kinh, quý vị tìm một câu chuyện là không nên phỉ báng các bậc thánh. Là vì có một vị tỳ kheo vô trong chùa tu mà đi ganh với hai thầy Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên. Quý vị thấy không? Tu sao đáng là đệ tử mà lại đi ganh với hai thầy. Cuối cùng cái vị này chuyên môn đi nói, đi phỉ báng hai thầy. Nhưng mà cái đó không phải là hai thầy quở phạt, mà tự cái quả báo nó chua. Hàng ngày ăn ngon nói bậy, ăn thì biết ăn ngon mà nói toàn nói trật, nói sai, nói quấy, cho nên rồi mắc cái quả là người đó sau này bệnh ghẻ chóc, rồi mọc ngay cái miệng, rồi cuối cùng chính cái miệng này nó sanh dòi, nó sanh mủ mà chết. Đó là thời của Đức Phật, có một vị đệ tử phỉ báng thầy Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên. Không phải là Phật quở mình, thưa đại chúng quý vị cứ nhớ kỹ, là mình có làm cái gì Phật không có quở phạt gì mình, không có thánh thần, nhưng mà tự cái nhân quả đó, chứ không phải gì hết. Chứ Phật mà nếu mà thấy mình ca ngợi Phật, Phật cho mình phước, rồi mình phỉ báng Phật, Phật cho mình họa, thì đâu phải là Phật. Vậy đó là vị thần ban phước giáng họa rồi. Nhưng mà không, tự mình đi vào cái con đường nhân quả đó thì tự mình làm khổ mình thôi. Cho nên á, ấm á giả phỉ báng trung lai, manh lung giả bất tính trung lai. Manh lung là gì? Manh lung là mù mờ, mù và điếc. Do gì? Do mình bất tính, không có tin. Không có tin nhân quả tội phước. Người không tin nhân quả tội phước thì có nghe cũng như không nghe. Ví dụ có nhiều người ta không tin nhân quả, mình tới mình nói nghe, người ta vẫn nghe mình nói, nhưng mà ta sao? Tôi không có thích nghe mấy cái này, tôi không có tin trời Phật nhân quả gì hết, tôi tin chết là hết. Thành ra cái chữ điếc, cái chữ không nghe này không có nghĩa là họ không thấy. Họ vẫn thấy nhưng mà họ không tin.
họ vẫn nghe nhưng họ không tin, chứ không phải là họ đu điếc gì. Nhưng mà trong cuộc sống này có nhiều người, người ta không tin, không tin nhân quả tội phước, không tin có trời Phật thánh thần gì hết á. Đại khái là người ta tin rằng chết là hết, cho nên á không có tội lệ gì đi làm cực khổ mà phải bố thí. Cho nên thưa đại chúng, các vị tổ đức thường dạy mình trong đời này có bốn cái đừng chúng ta đừng làm. Có bốn cái đừng. Một là khi chúng ta có tiền của đó, chúng ta đừng có bỏng sẻn. Bởi vì mình suy nghĩ đi, lúc mình mới qua đây mình có cái gì, rồi tương lai mình chết đây mình đem cái gì. Thành thử ra trong khi mình còn, mình hãy dụng cho nó đúng. Cái chữ mà chúng ta có của đây không phải chúng ta đem đi cho bậy bạ, mà chúng ta phải biết chi dùng cho nó đúng. Cái gì đáng xài phải nên xài, cái gì đáng cho phải nên cho. Mà Phật dạy tiền của phải cho năm thứ, để dành mình phần nè, đầu tư làm ăn nè, nuôi cha mẹ nè, giúp đỡ bà con nè, bố thí. Cho nên Phật dạy đi làm lương ra chia năm phần. Cho nên có cái đừng là chúng ta đừng nên làm, đó là gì? Có tiền của đừng keo kiết bỏng sáng. Ví dụ như hôm nay đây, ông chủ bà chủ của cái công ty High Quality Machine này xin phone qua rồi, 2 năm nay là cứ ồn ỉ nói thầy về đây cho tụi con chuyến. Rồi cuối cùng Pháp Hòa sắp xếp được là cái kỳ này là Pháp Hòa đi 3 tuần lễ đúng. Tuần rồi là giảng ở Utah, 3 ngày kế đây là ở Bắc Cali, 16, 17, 18, 19 là ở Texas, cho tới 20 mấy là bay qua Virginia Beach. Và đi liên tục như vậy. Vì Pháp Hòa nghĩ rằng mình còn có chút sức khỏe, chút thôi chứ không nhiều. Còn chút sức khỏe, còn một chút khả năng mà Phật tử còn thương mình, còn muốn nghe mình, thì thôi mình ráng mình đi. Vậy thì chúng ta có cái gì, chúng ta cho được ai, chúng ta nên làm. Thưa đại chúng, quý vị ngồi đây đó, quý vị cũng đang cho đó. Quý vị đang cho Pháp Hòa sự bình an, sự ấm áp, sự có mặt của quý vị. Nếu Pháp Hòa ngồi đây mà không có quý vị thì Pháp Hòa nói với ai? Cho nên quý vị là những người Bồ Tát trợ duyên cho cái buổi nói chuyện này. Nghe là manh luân giả bất tính trung lai, trường thọ giả từ bi trung lai. Người mà có tuổi thọ dài đó là do lòng từ bi. Lòng từ bi này á, họ thương người, thương vật. Cho nên người mà ít có sát sanh á, có tuổi thọ tốt. Người ăn chay cũng có tuổi thọ tốt. Cho nên mình á, khởi lòng từ bi, thấy những ai đau khổ, chúng ta khởi lòng từ bi. Từ là gì? Từ là mình cho người ta niềm vui. Bi là mình giải người ta cái nỗi khổ, gọi là từ bi. Từ bi giả thọ, trường thọ giả từ bi trung lai, đoạn mệnh giả sát sinh trung lai. Người nào mà đời sống ngắn hạn do sát sinh, có không phải đời này mà có thể đời trước. Rồi chư căn bất cụ giả phá giới trung lai. Đời này các căn mắt tai mũi miệng mình không đủ là do đời trước mình không có dụng nó đúng. Mình phạm điều những cái điều mà mình quỷ lục căn phá giới. Còn ngược lại, lục căn cụ túc do gì? Trì giới trung lai, cho chúng ta có biết giữ giới. Thì cái bài kệ đó gọi là thập lai kệ. Thập lai kệ là 10 bài kệ. Một bài kệ có 10 câu nói về cái nhân quả từ đâu mà ra. Thí dụ bây giờ mình nghiệm lại mình thấy đời này mình hơi nghèo. Rồi thành thử mình đi đâu mình cũng than, khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo. Qua bao nhiêu năm không đổi thay, lớn lên cũng còn nghèo. Là mình biết rồi đó. Mình biết mình không có được bố thí. Bây giờ mình muốn bố thí thì mình bố thí cách nào? Nếu không có tiền của bố thí thì bố thí nụ cười, bố thí lời chào hỏi, bố thí lời an ủi hỏi han. Hồi chiều này quý vị biết không, Pháp Hòa xuống phi trường là 11 giờ sáng.
Rồi đi về ăn chút xíu gì là 12 giờ là Pháp Hòa đi thăm một vòng 4-5 người bệnh. Mỗi chỗ nửa tiếng vậy mà đến đâu quý bác rất là vui. Thì Pháp Hòa có nói với quý vị chở Pháp Hòa đi đó. Phật có dạy trong kinh đó, một trong 8 phước điền mà chúng ta có thể tạo được đó là thăm bệnh. Mình đi thăm bệnh đó, mình cho cái người bệnh một cái lời an ủi, một cái lời hỏi han, người ta vui, mình có phước. Người ta bệnh, người ta rầu, người ta ở trong phòng mình, người ta ở trong bệnh viện, người ta rầu lo cái bệnh của người ta. Rồi con cháu ít tới thăm, mình lâu lâu để tới thăm, người ta vui, mình được cái phước. Cho nên rồi khi mà mình được cái phước đó rồi mà quý vị đi ra về, quý vị vui lắm. Hôm nay mình dành được 15 phút vô thăm bác A, bác B, thấy bác vui mình cũng vui. Cho nên quý vị biết không, cái phước á, nếu mình khéo vận dụng là mình tìm được ít ít trong đời sống này. Ví dụ như đây ta có cái chỗ này, thay vì để trống cho ta tổ chức, ta vướng rạp về ta dựng cho mình có một buổi tối như vậy, chẳng những cho mình một cái cơ hội được tập hợp với nhau trong cái tình pháp lữ vậy. Rượn lá hồi nãy là ta đãi mình ăn hết 500 tô mì rồi, giờ không biết còn mấy trăm tô nó lát ở ăn tiếp. Thành thử ra mình tập hợp lại, mình được ăn, mình được, không phải là mình cần. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn nói cái sự trang rãi của mình. Cho nên tại sao chúng ta giữ cái giới thứ hai là chúng ta cho người khác cái niềm tin vào sự sống. Nếu mà cuộc đời này không còn ai giúp đỡ ai nữa hết thì tự nhiên người ta không còn một cái gì hy vọng nữa hết. Cho quý vị thấy không, có nhiều người bệnh á mà người ta không có buông xuôi, người ta không có give up, người ta chạy, người ta nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó người ta sẽ được cứu chữa. Vừa rồi trên báo có đăng một cái bản tin, có một cái ông đó, có một người con gái rất là đẹp, nhưng mà ông bị trong một cái cơn hỏa hoạn thì cô gái này bị đốt hết cái mặt, da đồ nhăn nheo rất là xấu. Suốt 20 năm nay cha mẹ chưa bao giờ bỏ cuộc một ngày nào. Đi tìm tất cả những thầy thuốc, cuối cùng được một ông bác sĩ cứu cô. Và ông bác sĩ này đã làm cho cái gương mặt cô phục hồi trở lại rất là nhiều. Mặc dù dĩ nhiên là không thể 100%, nhưng mà nhìn cô không có sợ bởi những cái làn trái đó nữa. Đó. Thành thử ra cuộc sống này có những bác sĩ như vậy, cho nên làm cho cái người bệnh họ có một cái tâm gì? Cái tâm hướng thượng muốn sống. Hay là mình đời này mà có những người thì có những người mà người ta phát tâm làm đại thí chủ, cho nên những người nghèo khổ người ta còn có một hy vọng là người ta được cái sự trợ giúp, cho nên người ta có cái tinh thần người ta sống. Cho nên mình phải bố thí, lời nói an ủi chứ không phải tiền của không. Quý vị nghe cái bài Pháp Hòa nói ai cũng có thể bố thí. Thì Phật dạy trong kinh là rất, Phật đưa ra rất nhiều thứ mà mình có thể bố thí. Cho nên căn cứ trên cái đừng trong cái thập lai kệ này thì Pháp Hòa gom lại còn bốn. Pháp Hòa gom lại còn bốn là chúng ta cố gắng trong cuộc đời này muốn có hạnh phúc, muốn có được bình yên, muốn có được cái sự tình thương lớn thì chúng ta nên làm một cái điều là có tiền của, chúng ta đừng có lãng phí nhưng mà biết giúp đỡ cho người. Có nhiều người người ta thấy tiền nó trọng. Cho nên có một cái bài thơ: tiền là tiên là Phật, là sức bật lò xo, là cái đo lòng người, là tiếng cười tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cái cân công lý. Tiền, tiền là hết ý. Nhưng mà cái chữ hết ý này mình phải hiểu nó. Đôi khi người ta nói như vậy đó cũng không có nghĩa là tiền là số 1. Nhưng mà người ta hết ý đây là tiền hết chỗ chê. Nghĩa là chính cái tiền đó đôi khi nó cũng làm nhân nghĩa mất. Người ta nghĩ rằng tiền có thể mua tất cả, nhưng mà thật sự đâu có chắc. Tiền không thể mua được sức khỏe, tiền không mua được thời gian, tiền không mua được bình an, tiền không mua được tình cảm. Nhưng mà có khi tiền nó làm mình mất sức khỏe, tiền nó làm mình mất bình an, tiền nó làm mình mất danh vọng, mất cái đạo nghĩa.
Nhiều khi tiền nó làm mình mất thời gian rất là nhiều, và tiền nó làm mình mất nhiều hơn có, nếu mình không sử dụng đúng. Cho nên bản chất tiền không có tội, nhưng mà do chúng ta chưa đủ cái tuệ giác để chúng ta xài tiền, cho nên từ đó tiền bắt đầu sanh lỗi. Cho nên người ta thường nói đó, khi mê tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Khi mê bùn vẫn là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Khi mê thì bùn vẫn là bùn, hay là khi mê thì tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Phải không? Tại vì nếu chúng ta có cái tâm thì cái tiền này nó đúng nghĩa. Ví dụ như á, mình làm có của, sau một cái cháy rừng này nè, thế nào mình cũng phải ủng hộ đóng góp. Đóng góp để mình biết 500 đồng của mình không bao nhiêu, nhưng mà đó là cái ý niệm của mình, cái tình thương của mình gửi vào đó. Và quý vị cứ nghĩ nếu mà 1.000, 1 triệu người, 1 tỷ người, 500 hay là 200, 100 thì nó sẽ có một số tiền để nó trợ giúp cho cái công việc nào đó. Phải không? Mà hơn nữa, mình ở cái quốc độ này, mình được cưu mang bởi cái chính phủ này, thì bây giờ chính phủ đang lâm vào, đất nước đang lâm vào một cái nguy biến nào đó, thì bổn phận chúng ta phải có đóng góp. Cho nên mình tiền xài đúng là tiền hiền như Phật, bạc xài lầm là bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng tại người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Ngày xưa cụ Nguyễn Khuyến, quý vị biết cụ Nguyễn Khuyến, cụ có làm bài thơ: bạc ác chi mi lắm rứa tiền, mi làm thiên hạ hóa ra điên, mi tô mặt nạ đen thành trắng, mi khiến nhân tình thẳng quá xiên, mi đạp luân thường vô một xó, mi xua thế giới tranh nhau mãi, bạc ác chi mi lắm rứa tiền. Nhưng mà thật sự cụ nói vậy, nhưng mà mình cứ nói hoài một câu tiền là bạc. Bạc là gì? Nó mỏng manh lắm, vừa tơ tay mình là sang tay người khác. Người mình mới vừa bán cái nhà 400 ngàn, lời cũng được 50 ở trong đó, lãnh một cái chén cái trong nhà băng mình 400 ngàn, ngọn hơ vậy cái thì sáng hôm sau chuyển qua trả hết cái mortgage kia, hết tiền bạc. Máy thì móc, xe thì cộ, tàu thì bè. Cho nên không có cái gì nữa tội. Cho nên có một chữ đừng, đừng bỏn sẻn khi có của. Rồi cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là đừng buông bỏ khi mình được cái tình thương. Ở đời á, ai cũng cần được thương và muốn thương. Ví dụ như mình cũng muốn có một người nào đó để mình thương, nhưng mà ngược lại mình cũng muốn ai? Mình muốn gì? Mình cũng muốn ai đó thương mình. Như vậy thì mình muốn người ta thương, và ngược lại mình cũng muốn thương người. Như vậy rõ ràng trong chúng ta ai cũng có cái ước nguyện là chúng ta muốn được thương và thương. Vậy thì tại sao chúng ta không có tỉnh giác để giữ cái tình thương đó? Có nhiều khi một câu nói làm mất tình nghĩa. Như nãy vừa nói, mình hay nói tiền muốn mua gì cũng được, không chắc à. Có thể mua cái đồng hồ 1 triệu đeo, nhưng mà đâu có mua được sức khỏe. Hay là mua được thời gian, có tiền mua được đồng hồ mà không mua được thời gian. Có tiền mua thuốc bổ để đây nha. Bây giờ là cái gì? Thuốc mà bây giờ đang tiếng nhất là Fucondan gì đó. Hậu hình như không nhà nào không có con trai đó, phải không? Mà chắc gì mình có sức khỏe không? Cho nên có tiền mua thuốc bổ nhưng chưa chắc mua được sức khỏe. Có tiền mua được cái bảo hiểm nhưng mà không mua được sự bình an. Có tiền mua được một chiếc giường rất là mắc tiền nhưng chưa chắc mua được một giấc ngủ ngon lành. Người ta nằm trên một chiếc giường bình thường mà không chừng ta ngủ ngon. Mình nằm trên một chiếc giường cả 5-7 triệu, 7 ngàn đồng. Có tiền xách một cái bóp 7 ngàn 10 ngàn mà chưa chắc cái vai này nó không mỏi. Có những người người ta cầm bình thường mà người ta khỏe ru. Thành thử ra nói như vậy không có nghĩa là mình mua sắm là trật, không phải vậy.
Nhưng mà mình phải có cơ hội mình quán chiếu. Cái gì mình không có khả năng thì đừng. Mà hơn nữa cái gì mà quá phí thì nên giảm. Tại vì có phước mà xài phước không đúng thì phước bị tổn giảm. Mình có con mắt, xin lỗi, mình có cặp mắt. Tại Pháp Hòa hay hát cái bài còn hai con mắt khóc người một con á. Mình có cặp mắt để mình thấy, thì mình hãy sử dụng cặp mắt cho đúng, để mình lấy cặp mắt này tạo phước. Cho nên á, thần thông có từ đâu? Thần thông có từ nhục nhãn. Nếu dùng cái nhục nhãn là con cặp mắt nhà bằng thịt xương này mà chúng ta sử dụng đúng thì con mắt này có thần thông. Nhìn người bằng hiểu biết, bằng thương yêu, bằng thông cảm, bằng đủ thứ những cái tốt đẹp. Còn nếu mà không biết sử dụng thì cặp mắt này nhìn gì? Nghi ngờ, đố kỵ, trách móc đủ thứ. Chưa biết người ta làm sao hết á, mà thấy cái dáng là nghi rồi, mà còn khoe nữa. Tôi coi vậy chứ hay lắm mà. Họ cho tôi cặp mắt. Nhìn người cái tôi biết liền. Trời ơi, mô Phật. Nó lãng giảng là tôi biết rồi. Đã vậy mà còn nói trời Phật cho tôi cặp mắt nữa chứ. Phải không? À, cho nên nhiều khi mình đổ oan cho Phật mà Phật cũng ngồi yên bất động. Nhiều khi mình tới mình trách mình rồi cái người kia. Nhiều khi mình tới mình cũng nói vậy là Phật ở trong phòng Phật nghe. Phật nói I'm not sure. Cho nên các ngài cứ bắt tay bắt ấn mà chịu trận thôi. Vậy thì chúng ta có phước á, bây giờ quý vị kiểm phước là mình thấy nè, nội cái thân mình thôi là cả một chỗ tạo phước. Mắt nè, tai nè, mũi nè, miệng nè, thân nè, nhận thức nè. Nếu mình biết dùng sáu căn đó, biết rằng sáu căn này là huyễn, nhưng mà lấy cái huyễn để độ, để tạo phước, thì huyễn này không huyễn chút nào. Huyễn mà không huyễn, mà lỡ ngày nào nó có huyễn thì chúng ta vui lòng vì chúng ta đã sử dụng huyễn đúng cách. Ở đây mua cái đồng hồ đeo, họ nói 2 năm guarantee. Đúng 2 năm sau nó hư, thà là bỏ chứ không sửa, tại vì sửa mắc hơn mua mới. Cho nên trong khi mình có cái đồng hồ là mình sử dụng nó đúng. Cho nên á, mình có cái thân này là có phước, hãy sử dụng cái thân này cho đúng mà đừng có lãng phí nó. Có cái miệng để nói, có cái miệng để ăn. Mà thường thường đại chúng mình thấy có cái hay là tôi kêu ăn nói. Ăn thì lựa ngon mà nói không lựa lời. Trật. Trật. Ông bà mình nói ăn nói. Không, ăn ngon thì nói giỏi, nói tốt. Cho nên ăn thì mình lựa món nào mình thích thì nói phải lựa lời. Mà mình ăn vô mà không cẩn thì bệnh, nói ra mà không cẩn thận là họa. Cho nên bệnh và họa nó liền bên. Cũng cái miệng. Rồi bây giờ mình nghe cái tai, có hai lỗ tai. Và trong kinh nói là con xin tập như Bồ Tát kia, nghe đời bằng đôi tai xót thương, bằng tấm lòng lân mẫn. Nhiều khi người ta nói kể cho mình nghe, mình xì những cái xong ở đó bà nghe nó. Cho mình gieo rắc cho người ta. Nhưng mà thật sự nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không được quyền có cái lời bình phẩm gì. Nhưng mà chúng ta hãy sử dụng cái đôi tai này một cách trịnh trọng, để chúng ta cẩn thận. Không khéo thì chúng ta tạo tội nhiều hơn tạo phước. Rồi nhiều khi trong tình thương, trong cuộc sống, chúng ta có rất nhiều tình thương mà chúng ta không biết giữ, chúng ta để nó mất. Cho nên có tình yêu đừng buông bỏ. Đừng có buông bỏ. Tại vì sao? Cái chữ tình yêu này không có nghĩa là tình yêu giữa nam nữ, mà tình yêu cho tất cả. Thí dụ như giữa cha mẹ, giữa anh em, bạn bè. Quý vị cứ nghĩ đi, mình mất một người bạn, có phải mình giảm hơn là mình thêm một kẻ thù? Cho nên đời này có được một người bạn là cái phước. Thỉnh thoảng Pháp Hòa đi, Pháp Hòa có gặp những người bạn, họ rất là thân với nhau, mà những cái tình bạn đó được trân trọng, được quý lắm. Bởi vì
sống ở đời mà chúng ta có được một người bạn để chúng ta chia sẻ, để chúng ta tâm sự, đó là một cái hạnh phúc của mình. Cho nên á, có tình thương đừng để mất, và phải làm sao chúng ta phát triển. Nhưng mà nếu như trường hợp mình sống mà mình nói hình như trái tim tôi lạnh quá, tôi không biết cảm với ai, tôi không biết thương với ai hết, thì phải cẩn thận. Mình phải làm sao cho trái tim của mình nó biết rung cảm. Thưa đại chúng, có một thầy tu chạy lên gặp sư phụ. Sư phụ, con ghét cái sư huynh nọ, con ghét sư huynh kia. Ông thầy ông nói thôi vậy thầy cũng mừng. Cái thầy này thấy ngạc nhiên, con ghét người ta mà sao sư phụ mừng? Nghĩa là trái tim con chưa lạnh ngắt, con còn biết ghét, nghĩa là con có cơ hội để thương. Chỉ sợ một lúc nào đó con lạnh cả tất cả mọi hiện tượng cuộc đời này thì chừng đó sư phụ mới lo. Phải không? Cho nên á, có một chú tiểu nọ lên chùa, cầm cái chuông, cầm cái dùi thỉnh chuông. Thì người thầy ở trong phòng nghe xong thì cho mời chú tiểu đó xuống. Hỏi hồi nãy ai thỉnh chuông? Nói dạ con. Con thỉnh chuông bằng cái tâm gì? Người chú tiểu này nói dạ con không có dụng tâm gì để con thỉnh chuông hết. Khi con vào chùa tu, thầy con chỉ dạy một việc thôi. Khi con thỉnh chuông thì con hãy hết lòng có mặt, đem tất cả chánh niệm vào tiếng chuông. Và từ nhỏ con tập như vậy cho nên con thỉnh tiếng chuông vậy thôi, chứ con không có cái ý niệm bằng cái tâm gì. Thì người hòa thượng mới xoay qua tất cả các thầy khác: các thầy hãy nên thỉnh chuông bằng cái tâm đó. Nghĩa là trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi chúng ta làm gì cho ai, chúng ta có một chút mục đích, lâu ngày nó sưng thành bục nhọt. Đó, tại vì sao? Vì lúc nào mình cũng có cái chuẩn bị phía sau. Mà khi mà chúng ta chỉ giúp người bằng cái tâm giúp người mà không hề mang một chút gọi là cầu mong người đó nhớ mình, báo đáp cho mình, thì chẳng khác nào người đó thỉnh một tiếng chuông bằng cái tấm lòng thỉnh chuông, mà không nghĩ rằng tiếng chuông này sẽ ai nghe, đi bao xa và được khen cái gì cả. Cứ thỉnh chuông như vậy và cứ giúp người như vậy, rồi quý vị sẽ thấy cuộc đời này á, mình bình lặng vô cùng. Có hận thù, hận thù đừng có nhớ, ghi nhớ khổ. Thưa đại chúng, khi mà cái chuyện xảy ra ở nước Mỹ á, khủng bố ở Las Vegas, lục lọi ở Texas, cháy rừng ở Cali, thì có một hôm Pháp Hòa đang lễ Phật, thì tự nhiên cái trong đầu Pháp Hòa nó nhớ một cái chuyện là ô, trong kinh Phật dạy tam đồ, đao đồ, thủy đồ, hỏa đồ, trong 2 tháng nay nó có mặt đủ trong cái thế giới này. Đao đồ là đâm chém, bắn giết. Thủy đồ là lục lội. Hỏa đồ là lửa cháy. Một hôm Pháp Hòa đang lại Phật, cái tự nhiên trong đầu Pháp Hòa nó nảy cái ý đó, cái tự nhiên Pháp Hòa đứng và khóc ròng. Vì mình thấy cái chuyện gọi là tam đồ, Phật nói là đao đồ, thủy đồ, hỏa đồ, nó đang có mặt ở trong cái thế giới này rồi. Mà tam đồ từ đâu ra? Từ hận thù, từ ghét bỏ với nhau mà ra. Cho nên á, đạo Phật là đạo từ bi. Từ bi là gì? Nghĩa là chúng ta luôn luôn mở lòng thương xót cho tất cả mọi người, thậm chí cái người làm khổ mình. Tại vì cái người làm khổ mình, chính họ là người khổ nhất. Chính họ là người khổ nhất. Bởi vì, thì Pháp Hòa ví dụ vậy nè, Pháp Hòa cầm một cái cục sình, Pháp Hòa luyện ai đó, thì khi trong cái thời gian mà luyện ra thì nó có một cái thời khoảng thời gian nào thì cục sình nó mới văng tới cái người đó. Nhưng mà thực thể ai là người dính sình trước? Chính bản thân mình. Cho nên đó, cái người mà người ta chửi mình đó, cái người mà người ta làm khổ mình, họ là người khổ nhất. Bởi vì chính cái khổ đó nằm trong lòng họ suốt bao nhiêu ngày nay. Đến bây giờ họ gặp mình, bắt đầu họ mới kiếm cách họ dục cho mình. Mình chỉ là người chụp. Nhưng mà họ chính là cái người nhận cái đó trước. Cho nên với cái cặp mắt từ bi, với cái cặp mắt quán chiếu,
thì những người đó mình thương xót họ, bởi vì họ sống trong khổ đau, trong hận thù mà họ không biết. Người ta thường hay nói á, phải trả thù để rửa hận. Trả thù rửa hận là sao? Mới đầu á, họ ghét người đó, họ hận người đó. Sau đó họ từ cái hận đó nó đi tới cái thù. Họ phải tìm mọi cách họ làm hại cái người kia, thì họ nghĩ rằng làm như vậy mới rửa được cái hận của họ. Nhưng mà khi họ giết người rồi thì bản thân họ làm sao? Một là họ phải tự vẫn ngay tại chỗ họ chết, để khỏi tù tội, khỏi bị xử xét. Hai là họ phải bị xử xét. Rốt cuộc rồi họ cũng phải ngồi ở trong một cái khổ đau. Trong khi họ ngồi khổ đau, họ nhớ tới người kia, tại mày mà tao phải ra nông nỗi này, hận thù nó lên nữa. Cho nên đại chúng có nhớ cái bài kệ, cái bài thơ mà đập mũi Pháp Hòa hay đọc cho quý vị nghe không? Con mũi nó đậu trên mặt mình là mình tức quá, mình lấy cái tay mình đập cái bóp, cái mình nói với nó, vì tao, tao phải đập mày. Vì tao, tao phải đập mày. Mày cắn tao đau quá thì tao phải đập mày. Vì tao, tao phải đập mày. Nhưng mà cuối cùng tao hiểu ra một điều là vì mày mà tao phải đánh mày, đánh tao. Cho nên hận thù mà mình gom góp lại, mình muốn trả người kia, nhưng mà thật sự trong khi mình trả mình có vui sướng gì đâu. Mình phải nghĩ cách nào để mình hại người đó, mình phải nghĩ cách nào để mình làm khổ người đó. Trong khi mà kế hoạch chưa thành thì người mình đã gom một số khổ đau, số hận thù. Trong khi ước nguyện chưa thành thì cái điều đó nó ở trong người mình. Cho nên thù hận đừng ghi nhớ, tại vì oan oan tương báo hà thời dứt. Mình lấy cái oan oán mình trả với nhau không dứt được. Cho nên trong kinh Pháp Cú mới dạy mình, hận thù diệt hận thù đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Sống vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Đó là những câu trong kinh Pháp Cú. Vui thay chúng ta sống, không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau. Những cái đó là chúng ta phải tập quán để chúng ta tìm cái nguồn vui hạnh phúc nhẹ nhẹ trong cuộc sống của mình. Mình không giàu bằng ai, nhưng mà so ra mình đâu có đói bữa nào. Mình không có chiếc xe giàu đẹp để đi, nhưng mà cần có đi đâu mình vẫn có chiếc xe để đi. Thậm chí có những người ngày tới đi xe căng hải mà người ta vẫn hạnh phúc. Đi xe nào đi, không xe nào quý, sang, đẹp bằng xe căng hải. Xe căng hải là hai cẳng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, mình có một chiếc xe thật là sang đậu ở ngoài bãi đậu, nhưng mà trước khi ra dùng chiếc xe đó phải lái chiếc xe căng hải. Lái xe căng hải để gặp chiếc xe hơi. Mà nếu như mà chiếc xe căng hải này mà nó không còn tồn tại thì xe gì cũng không được đi. Cuối cùng chỉ còn một chiếc xe thôi, là xăng le. Mà xăng le là xe là mình đổ xăng nào không cần biết. Nhưng mà không khéo thì cuối đời chỉ có một thứ xăng để đổ, đó là xăng le. Quý vị thấy điều đó không nè? Cho nên rồi á, còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá tiên trên đời. Thở đều theo bước thanh thời, ta mím miệng nở luôn nụ cười,
Đằng xa trời đất bao la, phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Tuyệt vời là vẻ đẹp của đất trời. Tuyệt vời là ta ở tại đây, có thầy, có bạn, có luôn nụ cười. Còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân. Còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá cha trên đời. Tức giận đừng có để lòng. Sao gọi là tức, sao gọi là giận? Tức á, là khi mình không ưng cái gì nó tức. Từ cái tức nó xây cái giận. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Bữa nay tôi nghe thầy tới, tôi nấu nước cho thầy uống. Rồi tôi mang lên tôi để đó rồi, mà tôi sợ tôi để trước mặt thầy rồi. Vậy mà cái ông cái bà nào tới dời ly nước của tôi tìm hoài không có, tôi tức ghê. Tức tức là mình disagree, mình không bằng lòng với cái gì gọi là tức. Người ta ăn phở, người ta không có để ngò gai. Mình ngồi kế bên mình ăn gì thấy phát tức. Người ta ăn mà mình tức. Mình anh hùng vậy đó. Cho nên rồi quý vị thấy cuộc sống của mình á, một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Mà nếu mà mình ngồi mình kiểm tra lại, hầu như một ngày mình không biết tức bao nhiêu một chuyện. Cuối cùng không còn ai tức hết, tức cái mình ghê vậy đó. Phải không? Bởi vì hết người để tức. Xung quanh ai cũng chọc mình tức hết rồi. Cuối cùng đó tôi tức tôi ghê vậy. Tức mình ghê vậy đó. Rồi bây giờ tức mình nhiều rồi thì sao? Tức mình nhiều thì mình khổ nhiều. Tội mỗi là một lần mình tức là một lần mình ấm ức. Một lần mình ấm ức là mình dồn cái cục giận mình nó tăng. Cho nên người ta gọi là tức giận. Tức là disagree, giận là angry. Once you disagree with someone, you upset right away. Giận là upset, là angry. Cho nên cái bài kệ mà chuyển hóa giận, cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Angry makes me look ugly. Vậy thì có Phật tử hỏi thầy ơi, có câu thần chú nào tụng để cho con hết giận không? Thì câu thần chú mà để cho mình hết giận là: một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Ở đây ai coi phim Tây Du Ký rồi? Quý vị nhớ có một câu chuyện. Một hôm nọ, Tôn Ngộ Không lẻn vào hoàng cung, cạo sạch đầu ông vua, cạo sạch đầu bà hoàng hậu. Sáng ngủ dậy, hai vợ chồng ngồi dậy. Bà nhìn ổng trọc lóc, bà cười. Ổng nhìn bà trọc lóc, bà cười. Câu chuyện đơn giản thôi, nhưng mà cho chính mình. Tại vì nhiều khi mình nhìn cái mặt anh lò, cái chị kia cho nói chị cũng nghẹ dính đầy chứ gì đó. Thành thử ra cái câu chuyện đó là để nói cho chúng ta đó. Nhiều khi mình sáng mình quên soi gương, mình cứ nhìn ta trước cái đã, rồi mình nhìn ta cái mình cười. Cho nên hồi xưa có một sư bà đi tu rồi. Khi mà sư bà còn trẻ, sư bà cạo tóc, sư bà đi tu, cái bữa nọ sư bà nhìn vô gương thấy cái đầu trọc, cái sư bà khóc. Khóc xong cái ngộ đạo, sư bà làm bài thơ liền. Soi gương thấy đầu trọc, vừa cười lại vừa khóc.
thôi nín đi mà học. Tự nói với mình luôn, thôi nín đi mà học. Di Đà kinh một quyển mới học được có mấy trang, biển học rộng mênh mang, cố công thì cũng đến. Bây giờ quý vị có bài kệ soi gương mỗi sáng nè, viết cái bài này dán ngay cái gương. Chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại, đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Cái tấm gương nó giúp cho mình soi thấy tất cả ở phía sau trên mình. Cái nhìn rộng rãi, cái nhìn đầy tình thương nó giúp cho mình chuyển hóa nhiều lắm. Nhiều khi người đó rất là thấy ghét, nhưng mà mình cố mình thương họ được, lát cũng được. Ở đây ai ăn gạo lứt muối mè? Mới ăn dễ không? Khó ăn lắm, lụp bụp. Nhai phải 60 lần, 70 lần rồi hồi nó mới ra nước ngọt. Nước ngọt xong uống cái ực kêu đồ bổ. Cũng như vậy, có nhiều người mới đầu khó nhìn lắm, khó thương lắm, mà ráng thương như nhai gạo lứt vậy. Nhai lâu ngày coi cũng được. Có nhiều khi á, mình dẫn bạn gái về, ba má chê: mày bồ mày sao xấu quá vậy? Má nói con nhìn coi cũng được chứ. Thì nếu mà mình cuộc đời này mình tập là cái gì nhìn cũng được á, tuy rằng nó chưa the best, phải không, nhưng mà nó không phải là the worst, phải không? At least nó cũng better. Ai hỏi mình ăn gì được không? Good. Hỏi ăn nữa không? Không. Món gì cũng khen hết á. Mà hỏi ăn nữa không? Không. Nhìn thẳng giống thanh sang, nhìn ngang giống thành được, nhìn kỹ giống Út Trà Ôn. Thật sao cũng được hết. Những cái câu nói đó nó rất là vui, nhưng mà mình để cho cuộc sống của chúng ta thấy rằng ai cũng là những nghệ sĩ tốt. Thành Được, Thanh Sang hay là Út Trà Ôn đều là những nghệ sĩ danh tiếng. Nhìn thẳng giống Thanh Sang, nhìn ngang giống Thành Được, mà nhìn ngược giống Út Trà Ôn. Thì những cái câu đó là để thật sự, thưa đại chúng, nếu mà quý vị không thuộc kinh, quý vị không thuộc thần chú, mà quý vị thuộc những câu đó để nó giúp cho mình hóa giải những cái buồn phiền trong lúc đó, thì nó tương đồng với câu thần chú chứ có gì đâu. Nó tương đồng với câu thần chú. Bây giờ quý vị nào có cái tật mà lái xe over speed đó, viết vài câu thần chú ghi cái bằng lái xe: hơn 10 cây 50, hơn 15 cây 70, hơn mấy cây số chả mấy chục, thì dán ngay đây là tụng kinh liền. Không, mình nói ít thôi để người ta trả giá. Thì bây giờ gom lại hồi nãy Pháp Hòa thưa với bạn chúng 4 điều, 4 cái đừng. Có của đừng bỏng sẻn, đừng lãng phí. Có tình thương đừng để mất. Giận tức ai đừng ghi nhớ. Hận thù đừng ghi nhớ. Rồi cuối cùng Pháp Hòa muốn thưa đại chúng, người xưa dạy chúng ta tam bất thức. Cái gì gọi là tam bất thức? 3 điều đừng có quan tâm. 1, đừng quan tâm giận hờn thù hận. 2, đừng quan tâm tuổi tác. 3, đừng quan tâm bệnh tật. Nói như vậy không có nghĩa là mình bỏ phế, nhưng mà chúng ta biết rằng có thân thì phải già, có thân là phải bệnh. Nhưng mà chúng ta sợ già, nó càng mau già, tại vì cái sợ nó làm mình già. Chúng ta sợ bệnh, nó làm mình càng bệnh. Bệnh chấp nhận, rồi uống thuốc, đi bác sĩ, thảnh thơi tâm hồn, cái bệnh nó ít phát triển, và chúng ta còn dây dưa được. Sợ quá, bệnh nó càng tăng. Vừa rồi Pháp Hòa có gặp một hai vị này, thì hai vị này lên nói với Pháp Hòa là: ba con không sợ chết, mà ba con bệnh lâu lắm mới chết. Còn má con rất sợ chết, mới bệnh chết queo. Thì Pháp Hòa mới giải thích:
cái tâm lý con người nó quan trọng lắm. Cho nên thưa đại chúng, trong cái bệnh á, nó có thân bệnh, nó có tâm bệnh, nó có nghiệp bệnh. Và cái bệnh tâm á, nó còn quan trọng hơn bệnh thân nữa. Tại vì cái bệnh tâm là bệnh tâm lý, mà cái bệnh tâm này nó dày dò, nó đau khổ. Bởi vì nó không có hình tướng. Chính nó không có hình tướng cho nên nó không có thuốc. Còn cái bệnh mà ví dụ như bệnh phổi, bệnh gan gì, người ta có thuốc ta trị, mà tâm lý bệnh thì mất rất nhiều thời gian. Cái sợ hãi nó làm con người mình rất là sợ, và cái bệnh nó tăng trưởng. Cho nên người xưa dạy chúng ta tam bất thức là ba việc, đừng có quá bận tâm. Một là bận tâm, thưa đại chúng, nếu mình muốn giận phải không, không ngày nào không có người để mình giận. Nếu mình muốn tức, không ngày nào không có việc để mình tức. Thậm chí nấu cơm, vo gạo rồi, ghim điện rồi, quên bấm. Tới giờ ăn mở ra, cơm không có. Bắt đầu cái gì nó lên? Tức nó lên rồi. Đóng nồi cái râm. Ai nấu cơm? Là bắt đầu dây dưa hai ba chuyện. Mà la rồi thì nồi cơm đâu có chín đâu. Cho nên cái bí quyết sống mà hạnh phúc an lạc là chúng ta tỉnh giác. Vì vậy chúng ta theo đạo Phật. Phật là giác, là tỉnh. Đạo Phật là con đường giúp cho mình tỉnh giác. Hễ mình sắp sửa lâm vào cái cảnh mê là tỉnh liền, đừng để nó mê. Thí dụ á, Pháp Hòa ví dụ nè, quý vị đang ngồi thiền hay niệm Phật, đang ngồi lần chuỗi như vậy nè, cái thứ khác nó xen vô. Nó nói bữa nay bớt khói rồi, đường đó chắc mở rồi đó, shopping ở trên đó không chừng rẻ, tại mấy ngày nay nó ế, không chừng nó đại hạ giá. Bắt đầu tâm mình nó phăng ra. Bây giờ cái mình nhớ trực lại, không được, giờ này giờ niệm Phật chứ không phải giờ niệm outlet. Thì khi mà mình, cái lúc mà nó sắp sửa đưa mình mê, tỉnh trở lại mình đang làm gì, thì mỗi ngày cứ tỉnh mê, đến khi nào mình thật tỉnh, còn không thì mình hoàn toàn mê. Bởi vì nó lôi đâu mình đi đó, nó lôi đâu mình đi đó. Cho nên thưa quý vị ha, ngày xưa mình chưa có biết phát tâm học Phật, nghe Pháp gì hết, mình mê hoàn toàn, phải không? Bây giờ biết nghe Pháp, biết tu tập rồi, có phần tỉnh không? Có, giảm sân nhiều lắm, giảm suy nhiều lắm, giảm hờn tức nhiều lắm. Mà giảm được cái đó, cái gì? Sức khỏe nó tăng, tinh thần nó thoải mái. Mà tinh thần thoải mái thì tự nhiên da dẻ mình sao? Căng thẳng hồng hào. Đó là cái bí quyết. Cho nên thưa đại chúng, giận tức nhiều không có tốt, buồn phiền nhiều không có hay. Thì thôi hôm nay Pháp Hòa về đây thăm quý vị. Trong cái buổi nói chuyện này, Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng qua cái bài kệ thập lai, tức là 10 cái, để chúng ta thấy rõ cái nhân quả. Đồng thời chúng ta phát tâm, đừng để làm gì? Để có hạnh phúc. Có nhiều cái chúng ta nên, nhưng mà ở đây căn bản chúng ta có 4 cái đừng. Có tiền của, đừng lãng phí, phải không? Giống như mình có phước, đừng lãng phí phước. Có tình thương, đừng để mất. Tức giận, đừng để lòng. Hận thù, đừng ghi nhớ. Mà nếu mà chúng ta được sống một phần nào của 4 chữ đừng này, thì chúng ta cũng có một niềm vui kha kha. Tu là mong mỏi mình có được cái niềm vui, chứ không phải đợi ngài làm Phật. Quý vị nhớ vậy. Tu không phải để làm Phật, mà tu để thấy được mình. Thấy được mình, chuyển được mình, làm mình có vui, và mình làm cho người xung quanh mình vui. Chỉ cần chúng ta giữ giới, chúng ta tu là đầy đủ từ bi. Hôm rồi có một Phật tử quy y, được pháp danh là Tuệ Chuyển. Anh mới hỏi Pháp Hòa, chuyển nghĩa là gì? Pháp Hòa mới nói, chuyển nghĩa là đổi thay. Xưa nay mình sống không biết đổi thay, mình làm khổ mình, khổ người rất nhiều. Hôm nay mình biết đổi thay, tự mình làm vui mình và làm hạnh phúc cho người. Cho nên trong cuộc sống chỉ cần biết chuyển thôi là rất nhiều thứ được thay đổi. Pháp Hòa ví dụ, quý vị ngồi đây
chen chút chật quá, mỗi người chịu khó nhích một chút, mỗi người chịu khó chuyển một chút thì sao? Tự nhiên đủ chỗ, phải không? Chụp hình sợ mất mặt, nhưng mà chịu khó sắp xếp lại, người này đứng về, người này đứng về, đứng hồi cái ai cũng có mặt, cho nên không ai sợ bị mất mặt. Chúc đại chúng an vui. Bây giờ ở đây mình có vài câu hỏi mình có nên giải quyết không? Con xin thưa thầy, nhà con có nuôi một con chó, và con chó nó và con và nó đều ăn chay. Con đi chùa nào cũng dắt nó đi theo, được nghe kinh Phật. Vậy con xin thầy giải thích cho con biết, nó có được nghe thầy thuyết pháp không? Nó nghe hay không hỏi nó chứ hỏi thầy sao thầy biết? Tối nay có dẫn nó theo đây không? Nếu mà có, lát tối về hai mẹ con hủ hỉ. Hỏi nãy thầy nói con có nghe không? À, không cho nó vô. À, vậy lát cô về cô nói lại nó nghe. Kính bạch thầy, hôm nay con đã được gặp thầy bằng rau bằng củ. Ý muốn nói là toàn tàu hũ á. Con thật quá vui mừng vì tâm nguyện con đã được thực hiện. Con xin thầy hoan hỷ giải thích dùm thắc mắc của con. Phật dạy rằng nếu ai có lòng niệm thành tâm, niệm 10 câu Phật hiệu A Di Đà thì sẽ được Phật rước. Nhưng con lại nghe giảng rằng nếu thành tâm niệm Phật đêm ngày mà không hành theo hạnh Phật, vẫn còn đầy tham sân si chấp trước thì chỉ uổng công. Thôi vậy là sao? Xin thầy chỉ dạy. Nếu con có nhiều thắc mắc thì con có bị phạm vào lỗi niệm Phật mà còn nghi ngờ không? Có duyên được nghe pháp của thầy, con thấy mình tinh tấn rất nhiều. Con còn một thắc mắc là sao người ta không cái micro có chân để bàn, mà bấy lâu nay thầy cứ phải cầm tay micro quá mỏi tay, con không biết có huyền cơ gì không? Trời ơi, cầm microphone mà cũng huyền cơ nữa. Nếu mà nói mà cầm microphone mà quyền cơ, mà tại chúng đang ngồi im lặng, em đưa lên gãi không biết có quyền cơ gì không. Thôi bây giờ mình giải quyết cái chuyện này trước ha. Thưa đại chúng, là chúng ta thường hiểu lầm niệm Phật á, là cái miệng mình lâm râm tên Phật gọi là niệm Phật. Nhưng mà thật sự niệm như vậy á, nó chỉ là một phần nhỏ của câu niệm Phật, chứ nó chưa trọn cái nghĩa. Cái nghĩa của chữ niệm Phật là tâm mình nghĩ nhớ Phật, miệng mình niệm Phật, đời sống hàng ngày của mình hành theo Phật, ba nghiệp mình dung thông, gọi là thân thì hành theo Phật, miệng thì niệm danh Phật, tâm tư tưởng nhớ Phật, gọi là thân khẩu ý miên mật Phật, thì chúng ta mới được thật được kết quả tốt. Còn bây giờ Pháp Hòa ví dụ mình uống thuốc, bệnh uống thuốc. Khi mình uống thuốc á, thì mình phải theo toa là một, uống đúng giờ là hai, và đồng thời phải uống đúng liều lượng. Bây giờ uống thuốc mà uống không đúng giờ, mặc dù có theo toa bác sĩ, nhưng mà uống đúng không đúng giờ, uống quá liều, thì cái thuốc này nó cũng không có tác dụng tốt. Cũng như vậy,
Chúng ta chỉ làm một việc là miệng lâm râm niệm Phật, đời sống hàng ngày không có làm một cái gì giống như Phật hướng dẫn, thì chúng ta chỉ được một phần thôi. Đó là được cái phần là giảm được cái lỗi nói năng lăng xăng, chỉ được có cái tốt là lâm râm niệm Phật, nhưng mà cái ý chưa tịnh. Đi ngang niệm Phật mà thấy thằng con nó ăn tôm cua, nó sao con không đập cái chỗ này nè, thịt nhiều lắm. Nó ăn cua mắc gì tới mình mà chỉ nó, chỗ này thịt nhiều lắm con, gõ gõ chỗ này. Rồi nó ví dụ như nó lấy nước tương ớt ra nó chấm, nó này muối ớt chanh mới ngon con. Như vậy thì miệng mình niệm Phật mà ý mình chưa Phật, thì cái câu niệm Phật của mình nó nhìn là nó có được cái tướng niệm Phật mà tâm chưa Phật. Như vậy thì không có tội nha. Nhưng mà ở cái phần quả, kết quả của sự tu hành thì nó thiếu. Bởi vì mình uống thuốc không được, chỉ có theo công thức bác sĩ thôi mà không đúng lúc, không đúng giờ uống, không đúng mà cái liều lượng uống, thì nó chỉ được phần kết quả là mình có uống thuốc mà tác dụng không bao nhiêu. Pháp Hòa nói vậy rồi đại chúng thấy được rõ cái chỗ đó. Nếu mình niệm Phật mà miệng mình lăm râm lần chuỗi niệm Phật mà tâm ý không Phật, hành động không Phật, thì được có cái đó. Thì nhân mình vậy thì cái quả mình nó nhiêu đó thôi. Còn nếu mình nhân mình đủ ba thì quả mình đủ ba. Chứ không có Phật trời nào mà quở phạt mình mà thấy mình tội quá rồi trời tối nay mà mệt quá mà cũng niệm 10 chuỗi ha. Thôi ghi sổ đi, mai mốt cho đi lên trển sớm. Phật không có ghi sổ ai kiểu đó hết á. Không, mà cái mà Phật nhắc chúng ta mà niệm Phật là vậy. Ngày xưa người ta không niệm Phật như mình đâu. Ngày xưa người ta niệm Phật gì nè. Phật là bậc ứng cúng, bậc xứng đáng để nhận sự cúng dường của trời người. Phật là người có trí tuệ chơn chánh. Phật là bậc khéo vượt tất cả mọi khổ đau. Phật là bậc điều ngự có thể chế phục mọi phiền não. Phật là một bậc trượng phu, Phật là thầy của trời người, là Thế Tôn. Cái câu đó là ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ngày xưa ta niệm Phật ta niệm vậy đó. Ta niệm cái đức tu của Phật chứ không phải ta niệm hoài cái danh Phật. Bây giờ chúng ta có một cách niệm khác là niệm danh Phật, nhưng cái đó là mới có một phần ba. Bây giờ ráng thêm chút nữa, niệm Phật là tâm duyên câu Phật, ý nghĩ Phật. Được như vậy thì nhất định á, mình sẽ được kết quả tốt. Vãng sanh cực lạc không thì chưa biết, mà thấy chắc chắn đời này mình vãng sanh cực khổ. Niệm Phật không có khổ, niệm Phật hạnh phúc an vui là vì mình không có bị chi phối bởi những người xung quanh. Còn cái chuyện mà thầy cầm microphone có huyền cơ gì không đó, là cái huyền cơ ở đây á, là tại vì á, Pháp Hòa phải cầm nói nó mới rõ, còn để xa xa hơi nó yếu. Thưa thầy, khi nào thì thắp một cây nhang và nghĩa gì? Còn hai cây và ba cây nhang là nghĩa gì vậy thầy? Khi nào mà nhà sắp hết nhang thắp cây? Còn khi nào mới ra chợ mua nguyên bó thì thắp ba cây? Cái câu này mới trả lời hồi tối hôm qua ở tại Utah. Bây giờ quý vị chịu khó mai mốt nghe cái bài đó hay giờ nghe luôn giờ? Hương là gì mà phải thắp? Đạo Phật lấy cây hương bởi vì khi nói hương là phải nói tới mùi thơm. Mà mùi thơm ở đây là tượng trưng cho cái mùi thơm của cái người đức hạnh, chứ không phải là cái hương vật chất. Nhưng mà lấy cái hương vật chất để biểu tượng qua cái hương của cái người có đức, có hạnh. Ba cây là tượng trưng cho giới, định, tuệ.
Bởi vì chúng ta làm bất cứ việc gì mà chúng ta thiếu giới định tuệ thì việc làm không thành công. Pháp Hòa ví dụ, mình muốn mở cửa hàng làm ăn mà không theo luật pháp là không có giới. Bởi vì giới nghĩa là luật, luật là luật pháp hiện hành. Không có giới thì luôn luôn mình sống làm ăn nhưng mà hồi hộp lắm, sợ không biết bị bắt lúc nào, thiếu định. Và khi thiếu định, thiếu giới thì sự sáng suốt của mình nó thiếu, cho nên thiếu tuệ. Một việc gì chúng ta làm mà có giới thì nhất định sẽ có định và sẽ có tuệ. Vì vậy cho nên chúng ta thắp ba cây nhang: giới, định, tuệ. Nhưng mà một việc làm chúng ta nó cũng có đủ hai cái kia bên trong đó. Ví dụ chúng ta làm ăn hợp pháp là giữ luật, giữ giới. Vì sao chúng ta làm ăn hợp pháp? Vì chúng ta có sự định tĩnh, nhận định đừng làm cái điều đó. Và chúng ta có tuệ giác rằng muốn làm ăn lâu dài thì không nên làm ăn bất hợp pháp. Vậy thì trong một việc làm ăn hợp pháp nó có đủ giới, định, tuệ, cho nên chỉ cần thắp một cây nhang cũng đủ. Nhưng mà ba cây hương đó là ba cây hương vật chất, tượng trưng cho giới, định, tuệ. Cho nên nhà Phật á, đề cao ba điều. Người nào muốn tu hay là muốn sống ở đời mà trọn vẹn thì phải đủ ba điều: giới, định, tuệ. Một lư hương ba chân, gãy một chân thì lư hương đứng không vững. Một trong tất cả, tất cả là một. Quý vị đều thấy được cái chỗ một trong tất cả không? Một con người này có đủ các vật chất trong này: cà rốt, khoai môn, củ sắn, đậu nành, mì căng, dưa leo, dưa chuột, đủ thứ hết. Tất cả trong cái một, phải không? Rồi mình một trong tất cả. Bây giờ chỉ cần nói thầy Pháp Hòa, thầy Pháp Hòa là một. Một trong tất cả, phải không? Một trong tất cả, rồi tất cả quy về cái một. Cho nên ba cây nhang cũng là một cây nhang. Đó. Nhưng mà cái hương đó là tượng trưng cho hương đức hạnh. Vì vậy cho nên Kinh Pháp Cú mới nói: hương của tất cả các loài hoa, không hương nào bay được ngược gió. Chỉ có hương của người đức hạnh mới bay ngược gió muôn phương. Con quy y bởi không được sát sinh mà nhà con có kiến, con diệt nó được không thầy? Nếu không giết nó thì nó cắn con, còn giết nó thì tội. Vậy phải làm sao? Ở nhà nào cũng có kiến, không có kiến thì có gián, không có gián thì có chuột, không có chuột thì có con này con kia, và đặc biệt là con người. Và không có con nào làm khổ mình bằng con người. Vì vậy cho nên á, nếu mình rải lòng thương được với tất cả muôn loài thì tốt. Còn nếu vì bảo vệ môi sinh thì chúng ta cần phải dùng một chút thuốc gì đó, ví dụ, thì trước khi làm thì chúng ta nên thông báo, hay là chúng ta thường ngày rải tâm từ và khuyên họ. Ví dụ quý vị nói là: các ông các bà Bồ Tát kiến, nhà này không phải là nơi ở của quý vị. Quý vị từ đâu đến thì quý vị hãy nên từ đó mà ra. Tôi không muốn làm hại quý vị. Nếu một ngày nào đó tôi, gia đình tôi chịu không nổi nữa thì đành phải dùng thuốc thì có lỗi với quý vị. Thì thôi xin quý vị hãy rời khỏi chỗ này, vì chỗ này không phải là chỗ của quý vị. Có một Phật tử ở Cali này gửi cho Pháp Hòa một cái email: con thấy thầy hay bị người ta hỏi cái vụ này, và kinh nghiệm của con, nếu nhà nào có kiến đem cục đường để ngoài sân, kiến nó theo đó mà nó đi. Thì thôi bây giờ trong các thế đánh, ai đánh mình một cái mình đỡ, trong khi đó mình thục. Nghĩa là mình làm cách này không được thì mình làm cách khác.
tận cùng rồi thì chúng ta hãy xài đến cái chiêu cuối cùng, phải không? Nhưng mà cũng xin thưa, không có con nào làm mình khổ bằng con người, phải không? Con kỳ nó cắn mình đau chút mà chúng ta thường nói đau như kiến cắn, phải không? Còn con người mà nói một câu thì mình sao? Đau cả đời cả kiếp. Cho nên nghĩ lại giữa con người với con kiến, con nào hơn, phải không? Thì thôi bây giờ nếu mình thương được con người thì thôi mở lòng thương luôn con kiến. Thí dụ mình là cái người xí xóa mọi việc, thôi kệ đi, tại người đó hiểu lầm mình, thôi đừng có buồn giận. Nếu như mình nói vậy cái tự nhiên đó cũng là cái nghiệp, nhưng mà nghiệp tốt. Nhờ cái nghiệp tốt đó cho nên khi cái pháp nó đến thì mình lấy cái nghiệp tốt mình ứng xử ra, rồi làm cho cái pháp đó nó giảm giảm từ từ. Nhưng mà đa số là mình sống bằng cái nghiệp bùng nổ của mình. Cái nghiệp của mình là nghiệp tham sân si, từ thân miệng ý vân vân. Cho nên bất cứ cái pháp nào nó xuất hiện, mình đều lấy cái nghiệp của mình sống với nó. Cho nên rồi cuối cùng á, pháp nào mỗi ngày mỗi pháp nó xuất hiện, và quý vị cứ tưởng tượng một ngày bao nhiêu pháp nó có mặt. Mà các pháp thì nó luôn luôn nó làm sao? Một chữ không rồi mình học là gì? Hành là biến đổi. Cái nghiệp của mình nó cũng biến đổi. Thí dụ như giờ nếu mà mình nhận diện ra cái nghiệp mình xấu, nhưng mà nếu mà mình biết tu tập thì nó sẽ biến đổi. Nó hạnh mà, thì nó rất là công bằng. Nếu mà cái xấu nó có biến đổi thì cái tốt nó cũng phải biến đổi. Cho nên mình đừng có nói như vậy để chúng ta hiểu rằng á, đừng có nghĩ rằng á, mình không bao giờ mình thay đổi được mình. Có thể thay đổi được nếu mình thật tâm mình muốn chuyển nghiệp. Còn nếu mình nói là tôi như vậy đó, tôi không thể nào thay đổi được, thì đó là mình chấp nhận. Mình chấp nhận đau thương rằng mình là như vậy rồi thì không thay đổi được. Còn nếu mình có tu tập và mình biết rằng Đức Phật, cái đời, cái cách sống của Đạo Phật là cách sống chuyển nghiệp. Nếu mà trước hết là mình phải nhận diện ra mình đang bị những cái nghiệp gì, xấu hay tốt. Nếu mà tốt thì cũng phải chuyển. Chuyển sao? Chuyển nó tốt hơn. Còn nếu mà nó xấu thì phải chuyển cho nó thành tốt. Mấy tuần lễ nay ở trên Tây Thiên á, phải trồng cây. Một số cây mình trồng rất là lâu năm mà nó không có ra rễ, nó không có phát triển gì hết á, là tại vì cái lớp đất ở dưới là một cái lớp đất sét rất là dày, cho nên rễ nó không ra được. Và đó mình đào những cái lỗ mình trồng nó cũng không đủ lớn, rồi mình cũng ít có quan tâm chăm sóc, cho nên nó 10 năm nay nó như vậy. Đúng được cái câu là gì biết không? Tổ Quy Sơn nói chỗ đi năm trước, năm nay một bước không rời, tích niên hành xứ thốn bộ bất di. Năm trước đi tới đó, năm nay cũng dậm chân chỗ. Rồi những cái cây mình trồng y vậy. Thì năm nay là quyết định là bứng mấy đất lên. Thì khi bứng lên thì mình mới thấy nó nằm rọ vậy thôi, bao nhiêu năm trời, tại vì xung quanh đất sét không. Và bây giờ mình phải tạo cho nó một hoàn cảnh mới để nó chuyển nghiệp. Đào lỗ rộng ra, rồi xúc phân đổ vô đó. Và bây giờ là thay vì mình trồng sâu, mình trồng cạn chút, trồng cạn, trồng cao chút để bồi đắp cái thuốc tốt lên, hy vọng là nó bắn rễ ra. Thì khi mình phát hiện rằng những cái cây này nó ở trong một cái môi trường nó không có thay đổi được, thậm chí nó chết luôn. Rồi nó chết xong rồi cái cây nguyên thủy của nó chết rồi, nó queo rồi, nhưng mà những cái cây nhỏ nhỏ với nó lên là tại vì nó bám vào những cái đất tốt ở phía trên, cho nên nó ngoe ngoe nó sống được. Thì trong khi mà nhìn vào những cái cây đó thì mình có thể quán chiếu rằng con người của mình nó không có khác gì hết. Nó không có khác gì một cái cây hết trơn. Và thậm chí mình phải lấy nước mình tưới nó, mà nếu mà nước giếng là nhiều phèn quá cũng không được. Cho nên phải bơm nước từ ở dưới cái hồ, tại vì nước hồ là nước tuyết, nước mưa, không phải nước giếng.
Cho nên mình bơm cái nước nó lên. Thậm chí là một cái nước thôi, tưới thôi, mà nếu mình tưới không đúng nước thì sao? Nó cũng có thể nó chết. Rồi bây giờ ở trong chùa cũng vậy. Ví dụ bây giờ mình nấu cơm, mình nấu bằng nước giếng coi, nấu cơm ra nó vàng khè, luộc bún ra nó vàng khè, nhưng mà cái nước đó mà nó qua một cái hệ thống lọc rồi, mình lấy mình nấu cơm coi, gạo bình thường, bún bình thường. Thế thì nước mà còn phải lọc, con người mà không có lầy lọc thì con người nó ra cái gì? Nước nấu còn phải lọc, lọc nước, nước mới sạch. Mà nước sạch thì làm gì cũng được hết, nấu ăn cũng được, nấu nước uống cũng được. Mặt ngộ vậy đó. Hãy có nhiều người tới mới đâu biết đâu, cứ mở phong tên ra rồi vo gạo rồi lấy nước bình thường giống như trong city vậy đó. Nấu cơm rồi, ôi sao cơm vàng quá vậy? À, cơm mà cơm của Phật ánh đạo vàng. Luộc bún cũng, mà luộc rau cũng được, mà phải lọc nước. Rồi cái cây nó cũng vậy, nó không thể nào sống bằng cái nước đó được. À, may là mình có một cái hồ, rồi tuyết một năm nó rơi xuống, rồi mưa, rồi mấy chú mới làm cái máy bơm, bơm lên để mà đi tưới cây. Thì hy vọng lần này á, với cái kinh nghiệm của mình, mấy chú có được mình làm cho cái cây mình thay đổi môi trường cho nó sống tốt, thì con người của mình cũng phải có thay đổi cái môi trường. Là gì? Chuyển nghiệp. Còn nếu mà mình nói cái nghiệp tôi vậy đó, rồi cái mình biết vậy thôi, rồi cái chèo chặn vậy đó. Cũng giống như mình dở một nồi cơm ra, mình nói ô cơm sống, rồi cái đậy nắp lại, rồi lại bàn ngồi nói chuyện tiếp. Thế cơm sống thì phải làm gì để mình chuyển cơm sống thành cơm chín chứ? Không lẽ mình để một nồi cơm sống như vậy rồi có mà ăn à? Không. Cho nên mình phần lớn là chúng ta có một cái thói quen là nhận diện thì có nhận diện, nhưng mà không làm gì hơn để cho cái đó nó thay đổi tốt hơn. Tôi biết tôi nóng lắm. Anh biết anh nóng là tốt rồi đó, nhưng mà anh làm gì để cho anh nguội hơn? Không lẽ anh quảng cáo nói don't touch me. Tôi nóng lắm. Mình nóng mà mình không thay đổi thì mình cứ sống với cái chất nóng đó, nó đốt mình. Trong người tôi có bệnh, chấp nhận vậy sao? Ồ, phải đi bác sĩ đi đó. Thì thân bệnh là vừa nhận diện một cái là tìm bác sĩ, thì tâm bệnh cũng thế. Cho nên các pháp mỗi ngày nó sẽ xảy đến với mình, nhưng mà cái pháp đó nó sẽ thay đổi do cái nghiệp của mình sống. Và nhiều khi cái pháp đó nó lại là cái gì đó giúp cho cái nghiệp mình thay đổi. Thí dụ như cái người kia, họ có một thành kiến, một cái định kiến về mình. Họ nghĩ rằng mình là như vậy, thì cái họ nghĩ mình là như vậy là một pháp. Rồi một ngày nọ họ được cái cơ hội, họ đến họ gặp mình, họ tiếp xúc với mình, thì cái pháp, cái cách ứng xử của mình là một cái pháp đó, thay đổi cái nghiệp nghĩ của họ. Trời, tôi gặp cái chú đó rồi, cái cô đó rồi, không có giống như người ta nói, mà không có giống như hồi nào giờ. Trời ơi, thiệt, bởi vì mới nói á, cái gì thấy mới tin, chứ còn nghe người ta nói chưa chắc. Vậy mà mấy năm nay tôi sống bằng cái pháp đó, và tôi biến cái pháp đó thành cái nghiệp của tôi. Hôm nay tôi thấy cái pháp đó rồi, tôi về tôi chuyển nghiệp của tôi. Hiểu được cái ý này không? Cho nên pháp là một cái gì đó bên ngoài sự việc, nhưng mà có đôi khi sự việc nó cũng sẽ giúp mình chuyển nghiệp. Và đôi khi cái nghiệp của mình lại giúp cho cái pháp nó được chuyển. Cái giáo lý này trong nhà Phật gọi là gì? Tương tức. Và khi mà đại chúng học được cái giáo lý tương tức á, thì đại chúng sẽ áp dụng cái giáo lý này trong tất cả mọi việc trong đời sống của mình.
Có một Phật tử viết cho con một cái thư. Chị có nói rằng thầy có thể kể câu chuyện của con cho mọi người nghe để có kinh nghiệm. Nhưng mà ở đây là nhân cái dịp nó đúng lúc thôi, chứ Pháp Hòa không có, cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng mà tại đúng lúc giữa pháp với nghiệp thì Hòa kể câu chuyện này. Thì hai vợ chồng mà sống chung với mẹ, và má thì có cái cách sống của người già, cho nên làm cho hai vợ chồng rất là khó chịu. Và lúc nào có má ở nhà đó thì hai vợ chồng không được vui. Cho nên cuối cùng hai vợ chồng quyết định là đưa má vô trong nhà già. Và má cũng muốn như vậy, má muốn vô nhà dưỡng lão để không có làm phiền các con. Thì khi má đi rồi á, thì chị chỉ hối hận vô cùng. Và chị là dâu, chị nói ơi, những cái ngày mà khi mà đưa má con vô nhà dưỡng lão, ngày nào con về con cũng buồn. Tại vì con thấy trống vắng. Ngày xưa má con ngồi đây, má con làm việc này, ngày hồi đó mà mỗi lần má con làm những chuyện đó là con bực dữ lắm. Mà bây giờ con lại muốn thấy được những hình ảnh đó. Tự nhiên con thấy trong lòng con nó hối hận vô cùng, con đau khổ vô cùng, và con muốn đưa má trở về lại. Nhưng bây giờ anh chị em tụi con đi vào trong đó thì thấy má con sống vui quá, sống có bạn bè, sống có người quan tâm rồi chăm sóc, như không như tụi con ngày xưa đi làm suốt. Thì Pháp Hòa có trả lời cái thơ đó. Pháp Hòa mới nói nhiều khi chị mình có cái tâm ân hận như vậy là tốt. Nhưng chị nhìn lại, nếu mà trong cuộc sống có những cái tưởng chừng như là nó xấu, nhưng mà không ngờ, nếu mà chị không có, bà không có lẫy, có thể bà lẫy bà đi vào trong đó, và trong lòng mình cũng muốn đưa má đi, không có cái quyết định đó, thì mình sẽ không bao giờ thấy được cái cách má có được những nụ cười mà ngày xưa má ở với mình mà không có. Tại vì sao? Tại vì mình sống bằng cái nghiệp của mình, má và sống bằng cái nghiệp của má, rồi hai cái nghiệp này nó biến thành hai cái cách sống đụng với nhau mỗi ngày. Bây giờ cái nghiệp của má được đi qua một cái môi trường khác. Ngày xưa má không cười, bây giờ má cười. Và nhờ má đi như vậy đó, thì mình mới có cơ hội mình nhận diện rằng biết đâu chừng má sống với chị càng lâu, chị càng tạo nghiệp tội lỗi. Tại vì chị nói những lời khó nghe, chị hành động những lời, những cái cách của chị, chị tới ngày má chết, chị mãi mãi chị làm một con người sống mà không biết thương người chương cha sinh mẹ. Rồi bây giờ bà già ở cái khu vực đó, bà già được vui, được sự chăm sóc, các con thay phiên vào thăm bà. Thì Pháp Hòa mới nói trong cuộc đời nhiều khi cái này nó sanh thì cái pháp kia nó sanh, thì mình có cơ hội mình quán chuyển, mình thấy vượt xa hơn. Má không đi vô nhà dưỡng lão thì chị không hiểu được rằng trái tim của chị thật là có thương má. Nhưng mà tại cái tập nghiệp của má, má làm những cái chuyện mà mình bực bội quá bao nhiêu năm trời, dồn nén bao nhiêu năm trời. Bây giờ có cơ hội má rời khỏi cái môi trường đó, cái nhà của mình, thì mình lại có cơ hội mình biết rằng mình thật thương má. Bây giờ muốn rước má trở về nhưng mà cũng không nhất thiết, tại vì bây giờ má có niềm vui. Cho nên mình thương một cái người đó đó, nhiều khi mình cứ, thí dụ mình thương cái cây bồ đề này nè, mình sợ nó nắng, mình đem nó vô trong cái chỗ mát mình để, vì mình thương nó quá đi. Nhưng mà nó sẽ đau khổ là tại vì nó nói nó sống nhờ cái môi trường đó. Hay là bây giờ ngược lại á, mình nó đang phát triển, nó cái rễ nó rất là to, mà mình cứ muốn nó mãi mãi ở trong cái rọ này, mình cứ để nó như vậy, thành tựu là cuối cùng thật ra nó được vươn lên thì nó lại không. Thí dụ vậy. Cho nên khi mình hiểu được á, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Hồi đó Pháp Hòa có biết hai sư cô già lớn tuổi, già rồi mới đi tu mà, cho nên trời ơi, người già là ôm cục,
tập khí, bà già kia cũng ôm cục tập khí vô sống chung. Tuần lễ cũng phải 4 ngày thưa gửi. Vậy đó. Rồi khi một cô kia mất rồi, cái cô kia đứng, trời ơi sao đó giờ tôi nghĩ tôi hối hận quá, sao tôi ỷ tôi làm sư tỷ, tôi ăn hiếp sư muội quá, giờ sư muội đi rồi không còn ai cãi với tôi. Đó, đợi tới hồi mình cái người đó không còn thì mình mới biết rằng mình muốn thương người đó, nhưng mà lúc người đó còn sống với mình thương không nổi. Mình thương không nổi. Người Việt Nam mình nói thấy cái bản mặt là thấy ghét rồi. Cho nên mỗi ngày tất cả mọi việc nó đều có thể xuất hiện trước mặt mình, đó là cái pháp. Nhưng mà mình phải để ý lại cái nghiệp của mình đối với cái pháp đó làm sao. Nếu nó là một cái pháp xấu mà với cái nghiệp tốt của mình thì mình sẽ chuyển cái pháp đó tốt hơn. Còn nếu cái pháp nó xuất hiện quá tốt mà mình cái nghiệp mình quá dở thì mình sẽ làm cho cái pháp đó mất, nó không còn có mặt. Cho nên cái bây giờ mình nói ví dụ một cơ hội tốt đến với mình, đó là cái pháp. Nhưng mà tại vì cái tâm mình đa nghi quá, mình để cho cái cơ hội đó không có mặt. Quý vị thấy Tào Tháo không? Ngày xưa ông qua đà là ông có một cái tài mà thời đó là không thể tưởng được, một người mà có khả năng mổ đầu. Ông Tào Tháo ông bị bệnh đau đầu. Ông Hoa Đà ông khám bệnh rồi ông nói rằng bệnh của ông á là phải mổ đầu ra sửa chứ mới chữa được. Trời ơi, cái thời đó mà nghe mổ đầu thì chết thôi chứ cái gì, ai mà mổ đầu mà sống. Hoa Đà, ngươi muốn giết ta à? Ta đâu có dễ mắc mưu. Cuối cùng đem tống giam Hoa Đà. Và Tào Tháo cuối cùng chết vì cái bệnh đau đầu. Mà thật ra cái người có thể chữa cho ông Tào Tháo chính là ông Hoa Đà. Và ông Hoa Đà có viết lại rất nhiều những cái phương thuốc trị bệnh, đốt sạch. Cho nên giờ rất nhiều những phương thuốc không có, không còn. Cho nên cái nghiệp nghi ngờ của mình, cái cơ hội được chữa bệnh nó tới, nó là một pháp. Nhưng mà tại vì cái nghiệp đó của mình, cho nên mình để cho cái pháp nó đi. Cho nên nhiều khi người tốt xuất hiện trước mặt mình, người ta sẵn sàng người ta giúp mình, nhưng mà tại cái nghiệp của mình, cái nghiệp sống của mình mà để cho bao nhiêu người tốt, người thương mình, người quý mình, người ta quẩy gánh người ta ra đi. Cuối cùng mình một mình độc thoại, độc quyền, độc cô, cuối cùng cô độc. Cho nên cái gì mà nó có chữ cô là nó hay lắm. Cô hồn cũng có, cô độc cũng có, cô liêu cũng có, cô đơn, cô vi. Rồi bây giờ đại chúng hiểu được chữ nghiệp với pháp rồi phải không? Không ai ban an bài, chỉ có nghiệp và pháp. Cho mỗi ngày, mỗi ngày sự việc nó sẽ xảy đến với mình. Nhưng hãy để ý lại cái cách nghiệp, cái nghiệp của mình. Nói nôm na, nói bình thường là cái cách ứng xử, cái cách sống của mình, để mình tiếp mọi pháp như thế nào, để làm cho tất cả các pháp từ tốt trở nên tốt hơn, từ dở trở nên tốt, thậm chí từ những cái nhỏ nhất cho nó tan không, từ những cái không đáng trách đáng phiền nó tan biến, hoặc là từ những cái đáng hờn đáng giận mà mình lại tha thứ được. Đó. Vậy thì cuộc đời này khổ đau, cái khổ đau là cái khổ đau và vui hạnh phúc là cái quả, và cái quả đó tốt hay xấu, vui hay buồn là tùy theo nghiệp và pháp. Không ai an bài cho mình, cũng chẳng ai an bài cho mình. Nghiệp và pháp hòa hợp làm nhân duyên có chúng sanh.
Chúng sanh là nói thường là mình sống với nhau, mình sống nhau là chúng sanh. Còn nếu mà nói chi tiết nữa là tất cả cái ngũ uẩn mà nó phối hợp lại, nó tạo nên mỗi người chúng ta là chúng sanh. Còn các vị mà đơn giản người ta giải thích là chúng sanh là gì? Chung nhau mà sinh sống. Hồi trưa có một anh, lần đầu tiên ảnh bước vô trong cái niệm ân đường, anh đi, ảnh cũng chưa có biết nhiều về Phật Pháp. Anh đi ra cái anh nói: ồ trong này đẹp quá ha, ai cũng một học vậy, đều rang hết trơn vậy đó. Cái Pháp Hòa chọc ảnh mà nói: đúng rồi, lúc sống là lấn dữ lắm, nhưng mà tới hồi vô đây là bình đẳng á. Lúc sống là lấn dữ lắm á, chút đất cũng lấn người kia cho văng ra ghế, ngồi cũng lấn, làm gì cũng lấn nhau, mà tới vô đây rồi là ibru baru, tôi sắp đâu ngồi đó à. Nghiệp và pháp hòa hợp làm nhân duyên có ra chúng sanh. Nếu ai xa lìa được sự hòa hợp của nghiệp và pháp thì sẽ vĩnh viễn không còn lưu chuyển trong sinh tử. Ở đây là Đức Phật đang nói về cái nghiệp mà thuộc dạng khổ đau sinh tử. Nhưng mà Pháp Hòa xin nói rộng ra là nó không phải gì. Nhưng mà ngược lại, nếu mà không phải khổ đau sinh tử là gì? Là niết bàn, là an lạc, cũng là nghiệp với pháp thôi. Nhưng mà mình phối hợp như thế nào? Như thế, thưa Ngài Đại Phạm Thiên Vương, hễ nghiệp dứt sạch thì phiền não dứt sạch và khổ đau cũng dứt sạch. Phiền não là cái nhân duyên để đưa đến đau khổ. Đau khổ là cái quả. Mà trước hết là cái gì duyên đó, đó? Nghiệp. Pháp và nghiệp duyên với nhau sanh ra phiền não. Và khi có phiền não thì khổ đau. Bây giờ hễ nghiệp dứt sạch thì phiền não dứt sạch, và phiền não dứt sạch thì khổ đau dứt sạch. Bây giờ nói này cũng giống như tam chướng vậy đó. Nghiệp mà dứt, phiền não mà dứt thì nghiệp dứt, nghiệp dứt thì quả báo dứt. Tam chướng là gì? Là ba cái chướng ngại mình, trong đó có phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Vì cái sự phiền não của mình cho nên mình mới gây bao nhiêu là nghiệp. Cho nên rồi phiền não nó trở thành một trở ngại, nghiệp nó trở thành một trở ngại, mà nghiệp với phiền não mà nó phối hợp cuối cùng thành ra gì? Báo chướng. Cho nên hễ nghiệp dứt sạch thì phiền não dứt sạch và khổ đau cũng dứt sạch. Đó tức là xuất ly. Cái chữ xuất ly của Phật giáo, xuất ly là gì? Không phải mình đi ra khỏi cái nhà thường ngày của mình, đó cũng là một cái hình tướng xuất ly. Nhưng mà mình phải nhớ rằng cái chiều sâu của chữ xuất ly là mình ra khỏi cái phiền não, chứ không phải chỉ ra khỏi cái nhà. Cho nên cái nghĩa của chữ xuất gia đó, xuất gia nghĩa đầu tiên cơ bản nhất là ra khỏi cái nhà mình đang ở, cho nên gọi là xuất thế tục gia. Anh mới ra được cái nhà căn bản nhất thôi, và cái nhà đó ai cũng có thể ra được nếu người đó chịu. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình phải ra được cái nhà phiền não, cho nên gọi là xuất phiền não gia. Cái nhà này khó ra lắm ạ. Có nhiều khi mình ra khỏi được cái nhà mình đang sống, nhưng mình không ra được cái nhà thứ hai. Cho nên cuối cùng á, mình có được một hình tướng gọi là xuất gia, nhưng không xuất được phiền não, sống bằng phiền não khổ đau vô cùng. Đó tức là xuất ly. Và xuất ly như vậy đó, Đức Phật cũng gọi là được niết bàn tịch tịnh. Niết bàn mà niết bàn tịch tịnh đó là nghĩa là gì? Là niết bàn gọi là an lạc tĩnh lặng vô cùng. Vì chữ niết bàn là gì? Niết bàn á, bản chất của chữ niết bàn nghĩa là xa lìa.
Khi nào mình lìa được những cái gì mà nó rối rắm mình thì mình có niết bàn, mình có niết bàn tịch tịnh. Hồi sáng này Pháp Hòa có được một cái thơ, thì một vị Phật tử mới gửi cho Pháp Hòa cái thơ là: trong suốt 2 năm nay, thì vị Phật tử này sống trong một cái nặng nề u uất khổ đau, nhưng mà cái lần dịch này á, cô không có đi làm, cho nên cô có ở nhà và cô rảnh rỗi và cô được đi tìm, vì vô tình nghe được những bài pháp. Và khi nghe được những bài pháp rồi á, thì khổ đau suốt 2 năm nay và những đêm không ngủ được không còn, không còn nữa. Không có uống thuốc, không có gì hết. Và bây giờ cái tảng đá đè trên người, cái ngực của mình, tại sao đêm nào mình cũng mất ngủ, không còn nữa được ngủ yên tĩnh. Thì thưa đại chúng, khi nào mình ngủ được vậy đó, mỗi ngày mình sống mà không còn cái gì nặng nề trong lòng mình đó, đó là niết bàn tịch tịnh. Tại sao phải không? Niết bàn là mình đã detach được cái đó rồi, mình đã ra được cái đó rồi. Còn tịch tịnh là nhẹ nhàng quá. Vì chữ tịch là vắng lặng, chữ tịnh là yên lắng, vắng lặng mà trong sáng, gọi là tịch tịnh. Cho nên giao thừa, cái đêm giao thừa ta kêu là đêm trừ tịch. Giao thừa được gọi là đêm trừ tịch. Cái đêm đó, nó cái giây phút đó, cái giây phút giao thừa nó vắng, nó yên tĩnh lắm. Cho nên đó, mình giao thừa mà mình cúng kiến, rồi mình chuông trống, rồi mình, đó là mình tùy thuận thế gian. Mình theo cái thuận, theo cái thế gian là gì? Đó là giây phút mà chúng ta tiếp nối giao thừa, mà giao cái cũ lại và thừa hưởng cái mới mẻ của năm tới. Cho nên mình bày tỏ cái niềm hỷ lạc, hỷ lạc, vui vẻ. Nhưng mà các bậc thiền sư á, thì các ngài không cần cái giao thừa đó. Các ngài giao thừa ở đâu? Ở trên núi non, yên lắng, không có gì sai hết. Các ngài cũng không sai, các ngài cũng phải là đúng, mà mình cũng phải là sai. Nhưng cái của chúng ta là cái hỷ, còn của các ngài là cái lạc. Ngày hôm qua trên đường đi đám tang, có quà có giảng cho các thầy nghe hai cái chữ hoan hỷ với an lạc. Đó, như thầy trò mình mỗi sáng ra làm bao nhiêu việc bình thường, không cần rần rần, mà không cần đi shopping mỗi ngày, không cần giao kết bạn bè gì. Cái công việc của mình dù đứng tưới cây mình, nhưng mình nó có buồn bã gì đâu. Ngồi nhổ cỏ mình cũng chẳng buồn bã gì đâu. Đó, mình có an lạc. Đó là an lạc. Còn lúc nào cũng phải có người kế bên để nói chuyện vui vẻ, đó là chỉ hỷ thôi. Không có gì sai, nhưng mà cái đó nó chưa đi sâu vô cái tầng thiền. Cho nên cái sơ thiền là ly hỷ, cái gì? Định là ly sinh hỷ lạc. Sơ thiền là ly sinh hỷ lạc. Nhưng mà nhị thiền là định sinh hỷ lạc. Tam thiền là ly hỷ diệu lạc. Cho tới tứ thiền là gì? Xả niệm thanh tịnh. Khi trong lòng mình không còn bất cứ một cái niệm, mình xả hết tất cả mọi một cái suy nghĩ mà gọi là vọng tưởng của mình, mình chứng được tứ thiền, xả niệm thanh tịnh. Xả niệm là gì? Không khởi một niệm vọng nào nữa hết, mà ngược lại có chánh niệm. Ví dụ như mình thấy cây này cây bồ đề, nhưng mà thường thường người ta thấy bồ đề khi khởi lên, cây bồ đề nở đâu, ai trồng, không có sao. Nhưng mà
có những lúc mình cần phải nhận diện các pháp nó như là, thì đừng thêm nữa. Pháp Hòa đưa một cái ví dụ như vậy nè. Mình bước vô cái chỗ đó, cái mình thấy hai người ta đang gây lộn, thì tự mình phải biết rằng đây là cái giờ phút không có được thoải mái, hai người ta đang cua răng. Mình cần phải xả hết, mình chỉ cần nhận diện như là thôi, đừng nói gì nữa đó. Là gì vậy? Vụ gì vậy? Cái này là gì biết không? Cái này là thêm niệm. Thì cái người kia không có cơ hội đấy. Đó, bà coi đó, như vậy có nổi, chịu nổi không? Rồi cái người kia nghe vậy, rồi sao, giờ muốn gì? Cái là thêm chuyện nữa. Cho nên có những lúc mình bước vô cái chỗ đó, mình thấy nó như vậy rồi á, đừng thêm thắt gì nữa hết. Tại vì mình biết mình không lại gì để giải quyết được hết á. Nếu mà là má là ba mà hỏi đó thì ba má giải quyết. Còn mình là không có là cái gì trong câu chuyện này, mà mình không có quyền hạn gì để giải quyết, mình không có quyền gì nói gì hết á. Mà mình khơi ra nữa là chỉ là mình chỉ người bươi lên cho nó thêm lửa, thêm rơm vậy thôi. Chứ còn hoàn toàn mình không có làm được chuyện gì hết. Thì phải ngay lúc đó phải chứng tứ thiền liền, xả niệm thanh tịnh. Đừng khởi một niệm nào nữa hết, để cho không khí được thanh tịnh, yên lặng. Cho mình ứng dụng trong cái sự tu tập của mình. Vậy các ngài thường dùng là niết bàn tịch tịnh. Mình còn sống á, nhiều khi mình đủ lăng sân suy nghĩ á, mà khi mình nhắm mắt mình chết rồi là không còn một niệm nào để suy nghĩ nữa, phải không? Các ngài thường gọi cái đó là tịch tịnh niết bàn đó. Cho nên á, cái chỗ mà an trí kim quang của các vị hòa thượng khi tịch á, khi các ngài mất á, thì thường để ba chữ ân trước: giác linh đường. Còn không để bốn chữ: niết bàn tịch tịnh. Tại vì sao? Tại vì một con người, nếu nói theo cái hình tướng là một con người mà hãy nhắm mắt mà chết rồi là không còn một cái suy nghĩ, một niệm lo lắng, vui buồn, giận hờn, không còn một niệm nào hết, nằm thẳng chân ra đó. Đó là mình nói theo cái hình tướng. Còn nếu nói theo sự tu tập là mình đi vào một trạng thái bình an. Quý vị thấy các vị mà người ta ở ẩn không? Người ta lên non, lên núi, người ta ở ẩn. Tại sao? Tại vì người ta ở trên đó là người ta không còn phải lo chuyện cơm, áo, gạo, tiền, biêu, bọng, điện, nước. Không còn một niệm gì lo hết. Vừa rồi họ có quay một cái clip phim, một cái bà cụ mà Pháp Hòa quên bà ở đâu rồi. Hình như là ở một cái nước nào bên bên Đông Âu hay đâu. Bà ở trên cái núi đó với một cái chòi như vậy đó, trong cái nhà của bà như vậy đó, là 30 mấy năm. Thì một cái đoàn người mà người ta thấy dịch bệnh quá đó, và người ta biết rằng ở trên đó có một bà ở trên đó, thì người ta kéo một đoàn lên, người ta coi coi bà già đó còn sống hay là có bệnh hoạn gì không. Thì lên nói chuyện với bà, thì bà nói rằng: tôi ở trên này tôi không có biết, tôi chưa bao giờ nghe ai nói bệnh COVID. Trong khi đó cả thế giới mọi người đều không có người nào mà không biết cái gọi là cái bệnh COVID, mà bà già đó chưa hề nghe tin tức gì hết. Bà có khởi niệm gì không? Có khởi niệm lo lắng khẩu trang, thuốc, sát trùng? Thậm chí mấy người tới gần bà bình thường, mà trong khi đó tránh bà già ra. Tại vì những người này ta có vấn đề, người ta trong đầu, người ta có sống trong môi trường COVID, cho nên bắt đầu niệm nó khởi. Còn mình không có biết gì hết thì sao? Không khởi niệm gì hết. Không khởi niệm đây không có nghĩa là mình không có suy nghĩ gì hết, nhưng mà những suy nghĩ gì nó không có liên hệ tới đời sống mỗi giây phút của mình, nó không có mặt. Chứ không phải mình ngây đơ như khúc củi, sống không biết gì, chứ không phải biết hết. Nhưng mà những cái gì trước mặt thôi. Còn những cái gì sao? Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nè, có nhiều khi mới nghĩ, khi nào mình mà về là mình già mình ở Tây Thiên ha,
Lúc đó là mình không còn phải bận tâm lo lắng chuyện gì nữa hết. Thí dụ vậy đó, thì mình tưởng tượng được cái hình ảnh của những người, người ta ở trên trên non, trên núi, người ta không có một cái gì lo. Tất cả những cái niệm lo lắng không còn, mà người ta sống chánh niệm từng giây phút. Cho nên chúng đừng có lầm là không còn một niệm gì hết, không còn một tạp niệm nào hết. Có nhiều vị hiểu lầm là tu đến vô niệm, cái là trong lòng có khởi gì, tưởng đâu là mình tu riết là mình biến mình thành củi, thành cây, thành đá. Không phải vậy, không phải. Nếu mà nói vô niệm, nói đúng nghĩa là vô tạp niệm, không còn một cái suy nghĩ lo lắng. Đó tức là xuất ly, cũng gọi là được niết bàn tịch tịnh. Và như vậy, thưa ngài Đại Phạm Thiên Vương, ai được niết bàn thì có nghĩa là người đó đã dứt hết nghiệp, đã xa lìa phiền não, không còn khổ đau. Thì Đức Phật giải thích một ngược lại, ai mà gọi là mình đã có niết bàn thì làm sao biết được? Người đó dứt hết phiền não, đã xa lìa được phiền não, không còn khổ đau, dứt nghiệp. Dứt nghiệp là gì? Họ không còn tạo những cái nghiệp xấu nữa. Họ không còn khởi một cái nghiệp xấu cho ai, không còn một hành động nghi ngờ, mà một cái tác động, một cái nào cho cái tập nghiệp xấu. Chứ họ không phải là họ không hành động gì hết, họ có hành động. Nhưng mà cái hành động của họ không còn là những hành động của nghiệp xấu. Những pháp đó là do thần lực của chư Phật, do sức gia trì của chư Phật mà có. Vì sao vậy? Thưa ngài Đại Phạm Thiên Vương, nếu không có chư Phật ra đời để giảng nói rõ ràng thì không ai được nghe những pháp như vậy. Pháp Hòa đã từng thưa với đại chúng là chúng ta nhớ là Đức Phật không phải là người chế tạo ra bất cứ cái gì hết, mà Đức Phật là người nhận ra tất cả các cái việc đó nó đang có mặt ở trong cái đời sống của chúng ta. Thí dụ như là mình ghét người kia, mình mỗi lần mình thấy cái người kia họ được cái gì trong lòng mình bực bội lắm, nhưng mình không biết cái tên của nó gọi là cái gì. Đức Phật nhận diện ra cái đó đó, cái đó thì Đức Phật gọi cái đó là cái gì? Ích kỷ, ganh tị. Nhưng mà mình sống với cái đó mà mình không biết cái đó. Thật ra có nhiều người, người ta vậy, ta nói sao mỗi lần tôi làm vậy tôi bực bội mà tôi biết cái đó là cái gì. Thì Đức Phật nói rõ cái tên đó. Nếu không có chư Phật ra đời để giảng rõ ràng thì không ai được nghe những pháp như vậy. Thưa ngài Đại Phạm Thiên Vương, nếu vào lúc chư Phật ra đời thì ai được nghe giáo pháp sáng suốt sâu xa không hiểu như vậy, khó hiểu như vậy? Người được nghe pháp sinh thì sẽ từ pháp sinh mà được giải thoát. Người được nghe pháp già, bệnh chết, lo buồn khổ não thì sẽ từ những pháp già, bệnh chết, lo buồn khổ não ấy mà được giải thoát. Ở đây là Phật đưa một cái, Đức Phật nói á, nếu vào lúc chư Phật ra đời có ai được nghe giáo pháp sáng suốt sâu xa khó hiểu như vậy, người nghe pháp nào thì tỏ pháp đó. Pháp Hòa ví dụ mình là một cái người già, họ nhờ nghe, họ ngờ nghe Đức Phật nói về cái sự thật của tuổi già. Thứ nhất, họ không còn cố chấp khổ đau. Tại sao giờ này tôi ăn không ngon, tôi đi nó đau chân? Vì họ hiểu được đây cái là cái pháp già, nó sẽ có mặt trên tất cả những người có tuổi. Thứ nhất là bản thân họ. Thứ hai, khi họ hiểu được như vậy thì họ sẽ chánh niệm về cái tuổi già của mình phải sống như thế nào,
bưng bê như thế nào, làm việc như thế nào để nó đủ, nó vừa đúng cái tuổi mình để mình không bị đau bệnh mà vẫn có thể sinh hoạt làm việc. Và đồng thời khi mình biết mình như vậy, mình sẽ có cách sống như thế nào để đừng làm khó những cái người trẻ, những người chăm sóc mình. Người nào nghe pháp già giải thoát được pháp già, người nghe pháp chết giải thoát được pháp chết. Không phải người chết nghe, mà mình sợ chết. Giờ nghe người đời ai cũng chết, chết mục tiêu cuộc đời. Mà chết cũng không phải là hết, hả? Chết không phải là hết, mà chết chỉ là sự thay đổi. Bên kia người ta nói là sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đang sống, sống sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đó là sống. Nhưng mà ngược lại cũng có những người, người ta cho mình một chữ nữa là chữ chết. Chết không giận, không hờn, không oán trách, chết nhẹ nhàng như rụng cánh hoa mai. Chết nhẹ nhàng như rụng cánh hoa mai. Tại vì người ta sợ chết. Nhưng mà bây giờ mình thấu đáo được cái chết rồi thì mình nói chết đâu có gì đâu, chết nhẹ nhàng như một rụng một cánh hoa thôi. Sống là chết, chết là chết mà chết đâu có hết. Chết là chết mà chết không có hết. Chết không phải là hết. Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly. Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly. Tại vì sao? Tại vì nếu mà các vị còn thương tôi thì tôi có đi nhưng mà tôi đâu bao giờ rời trái tim quý vị đâu. Trong cuộc đời mình sẽ có những người, người ta đến với mình mà bây giờ người ta chết rồi, nhưng mình vẫn nhớ họ, mình thương họ và mình vẫn quý họ. Và thậm chí có những người bạn sống mấy mươi năm, ngày giỗ của cái người đó, người bạn kia vẫn nhớ mà cúng, thì cái người đó đâu có chết đâu. Giống như ông bà của mình, mỗi năm mình tới mình cúng giỗ là ông bà mình đâu có chết trong trái tim mình đâu. Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly. Thì Đức Phật nói á, mình nghe được pháp nào mình giải thoát pháp đó. Người nghe các pháp già, bệnh chết, lo buồn khổ não thì sẽ từ những pháp già, bệnh chết, lo buồn khổ não ấy mà được giải thoát. Mà người của mình á, hãy mình khổ ở chỗ nào á, mình sẽ tỉnh ngộ ngay cái chỗ đó. Người nào mà khổ về con cái thì từ cái ngay cái nơi đó họ hiểu. Có con cái là phải có lo lắng, dù bất cứ nó ở tuổi nào. 5 tuổi mình khổ thêm 5 tuổi, 14, 15 tuổi mình khổ thêm 14, 15 tuổi. Cái mình trông, trời ơi, cho nó lớn, nó học cho ra trường để tôi yên thân. Cái nó ra trường xong, cái nó nói, mình yên được cái phần đó, cái bắt đầu pháp khác nó sanh. Bây giờ nó 18, 19 tuổi nó ra trường rồi, mà giờ bắt đầu nó chưa có việc, rảnh rỗi nó lại giao du với bạn bè. Trời ơi, trong cái mùa dịch này mấy đứa nhỏ nó học online là lời pháp hòa lại thêm mệt, là gì ba má nó cứ viết thơ tới cầm len là không có gì hơn, mà nghĩa là 90% thơ là gì biết không. Trời ơi, con rầu quá, giờ mấy đứa nhỏ nó ở nhà nó online, nó không có chịu học, nó chơi game không à, nó chơi game không à. Thầy có kinh gì tụng? Thầy có kinh gì tụng cho nó bớt chơi game không? Một pháp sanh là pháp khác nó sanh. Vì vậy cho nên thưa ngài Đại Phạm Thiên Vương, chư Phật ra đời để làm như thế. Làm cái gì? Tức là chỉ bày giảng nói rõ ràng rằng các hành vô thường biến đổi, không nhất định, không rốt ráo. Pháp Hòa cần nói chỗ chữ hành này. Tại sao gọi là các hành vô thường? Vậy chữ hành này là cái gì?
Chữ hành này là để tượng trưng cho tất cả mọi cái pháp nào mà do nhân duyên mà nó sinh. Thí dụ cây bồ đề này có phải là một hành không? Tại sao? Tại vì nó nhân duyên mà sinh. Nó từ một cái hạt giống rồi nhờ đất nè, nhờ nước nè, nhờ ánh nắng nè, nhờ không khí, rồi nhờ sự chăm sóc của mình. Vậy thì cái này là một hành. Thật ra nó cũng lặng pháp đó, nhưng mà nói theo cái chữ ở đây là các hành là vô thường. Vậy thì chữ hành trong cái câu chư hành vô thường là gì? Là các pháp gì do nhân duyên sinh. Các pháp gì mà do nhân duyên nó tác hợp nó sinh thì đều là hành hết. Thì chúng ta có bài kệ vậy đó, chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp. Nó là cái pháp sanh diệt, nó là cái pháp có mặt và thay đổi. Còn khi nào mà mình vượt được cái gì sanh diệt diệt dĩ, mình không còn cái sự của sanh diệt nữa, thì tịch diệt vi lạc. Chừng đó mình có được một cái niềm vui của sự an lạc, tịch lặng, vắng lặng. Cho nên trong kinh này, chỗ này nói nè, chư Phật ra đời để làm như thế, tức là chỉ bày giảng nói rõ ràng rằng các hành là vô thường, biến đổi, không nhất định, không rốt ráo, giống như điện chớp. Giống như là một cái sẹt lửa đèn, một cái sẹt chớp ở trên trời vậy. Vơi thấy đó là mất đó. Giả sử sau khi chư Phật diệt độ mà chánh pháp ẩn mất thì ý nghĩa cũng giống như vậy. Thí dụ bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài tịch diệt rồi, rồi bây giờ mà giáo pháp của Ngài thì hiện đang còn, sao dù mặc dù là sau hơn 2000 năm. Bây giờ ví dụ như bây giờ 1000 năm nữa, 2000 năm nữa giáo pháp của Phật không còn có mặt trên thế gian này nữa, nhưng mà cái pháp thay đổi của vạn pháp trên thế gian này nó có gì thay đổi không? Không. Bây giờ mình nói đơn giản vậy đi cho đại chúng dễ nhận diện ha. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói á, Pháp Hòa mình mượn lời Phật dạy, mình nói là con người của mình là vô thường, là biến đổi, sanh già bệnh chết. Thí dụ vậy đi. Bởi có một người nào đó không tin. Tôi không tin sanh già bệnh chết. Nhưng mà thực tế anh tin không tin không sao hết á, nhưng mà cái pháp sanh già bệnh chết nó vẫn thể hiện ở trên thân thể của anh, không có thay đổi gì đâu. Và tin hay không, cái pháp đó có nói hay không, thì sự sanh già bệnh chết vẫn có mặt ở nơi thân thể của chúng sanh. Tôi không tin vô thường. Ủa, tôi đâu có nói gì đâu, tại vì cuộc đời này nó thay đổi, thì tôi nói với anh là vô thường thôi. Nhưng mà thật sự anh tin không tin thì vô thường nó vẫn đến với anh. Tôi không tin nhân quả. Dạ không sao, nhân quả nó vẫn có mặt trong đời sống của anh. Bằng chứng nè, anh đi làm thì anh lĩnh lương, anh nghỉ làm thì anh không có tiền, anh ăn cắp anh phải bị phạt, anh đánh người ta, người ta sẽ đánh lại. Anh không tin nhân quả phải không? Không sao hết. Nhưng mà thực tế anh đang sống với nhân quả đó. Anh đang sống với nhân quả đó. Anh muốn con anh mai mốt trở thành bác sĩ, cho nên bây giờ anh đi làm, anh đóng tiền học cho nó, anh để dành tiền cho nó đi, mai mốt nó có tiền nó đi học. Anh đang gieo nhân đó, để mai mốt anh có được cái quả là có một đứa con bác sĩ. Anh không tin nhân quả thì tại sao anh phải trồng? Anh trồng một cái cây xuống anh nói tưới đi con, tưới chừng 3 tháng nữa mình có cà mình ăn. Anh nói riêng nhân quả mỗi ngày đó mới chứ. Anh nói nhân quả mỗi ngày nữa mà tại anh không chịu thôi, tại anh nghĩ cái đó nó xuất phát từ tôn giáo. Tôn giáo mà đặc biệt là Phật giáo, cho nên anh bài xích cái đó. Nhưng thật ra Đức Phật không phải là người create, tạo ra cái lý nhân quả, mà nhân lý nhân quả là nó có mặt ở trong cuộc sống này. Và Đức Phật là người biết được cái đó và nói cái đạo lý đó. Cái khởi đầu gọi là nhân,
những cái tác phụ tác, những cái tạo tác giúp cho cái nhân nó sinh gọi là duyên, cho đến khi nó thành hình gọi là quả. Vậy thì nhân quả là nói tắt, cái gì để cho nhân quả có mặt? Cái duyên. Cái duyên tức là gì? Cái additional conditions. Nếu mà mình gieo cái hạt bồ đề vô cái cây này, rồi không có nắng, không có nước, không có gì hết, không có phụ duyên với nó, thì làm gì bữa nay mình có được cái cây bồ đề này? Như vậy thì bất cứ cái gì, thí dụ bây giờ nè, mình đi cạo đầu, mình đi tu, là mình mới tạo nhân thôi, rồi không có duyên, tức là không có huynh đệ, không có ai hỗ trợ cho đường tu mình hết. Cuối cùng mình tu, mình ngồi chỗ cạo đầu vô chùa vậy thôi, không có ai giúp đỡ gì cho mình hết, không ai dạy mình học, không có ai hướng dẫn nhắc nhở. Thì những người hướng dẫn nhắc nhở mình là duyên, để một ngày nào đó mình trở thành ra một cái người giỏi là quả. Mình mua chiếc xe, xe còn tốt lắm, nhưng không có xăng, làm sao đi tới chỗ kia? Vậy thì xăng là duyên. Mình xe là một nhân, mình là một nhân, mình là người lái, có xe và có xăng à. Rồi ví dụ bây giờ xăng có à, người lái có, xe có, mà không có đường, đường nó bị đóng cửa, nó không cho mình đi, cũng không tới được. Đường hư cũng không đi được. Anh có thể bài xích cái đó, chuyện của anh, đó quyền của anh. Có thể anh bị một cái hình ảnh là cái đó nó xuất phát từ ông Phật. Mình nghĩ trong đầu mình nó là của một cái đạo giáo, nhưng mà thật không. Ông Phật không phải ông thần, ông thánh, là một người tỉnh thức giác ngộ, nhận diện ra được tất cả các cái pháp và gọi tên nó và chỉ cho mình cái này là pháp này, mình phải làm sao để có được cái pháp kia. Đây là pháp khổ, và đừng có lo, mặc dù nó là khổ nhưng mà nó có cách để mình làm sao mình làm cho nó tốt hơn, để mình đi tới cái chỗ hết khổ. Phải có cái công đó thôi. Cho nên mình gọi Đức Phật là một bậc thầy, hay là một người tỉnh thức giác ngộ, một người, một thầy thuốc. À, anh bị bệnh này nè. Ủa vậy hả? Ủa sao vậy? Sao tôi bị bệnh này? Nói cái nhân do, đó là tập. Nói ra bệnh là nói khổ. Nói nguyên do nào anh bệnh là tập. Đừng có lo, sẽ có thuốc. Nghe vậy cái mừng diệt. Mặc dù chưa hết bệnh, nhưng mà trong lòng có sự nhẹ nhàng. Tôi biết bệnh tôi rồi, và có thuốc, con biết nguyên do nào bệnh rồi, sẽ có thuốc chữa bệnh rồi. Và cuối cùng tôi sẽ theo công thức chữa bệnh, đó là đạo, khổ tập diệt đạo. Đó là chân lý, đó là tứ diệu đế, mà là một bài pháp mà Đức Phật ra đời. Suốt 45 năm thuyết pháp của Đức Phật, Ngài nói cái gì nó cũng không ngoài pháp tứ diệu đế. Nhưng mà tại vì chúng sanh của mình á, đa dạng quá, đa sầu, đa cảm, đa nghi, đủ thứ đa hết, cho nên Đức Phật mới có đa phương thuốc. Nói cách này không hiểu, nói cách khác. Ví dụ như Đức Phật có một vị đến hỏi, nói xong bài kệ, con có hiểu không? Không hiểu thì con hỏi tiếp. Dạ con không hiểu. À, ta nói nữa. Nói đến khi nào con hiểu thôi. Đó. Đọc trong Kinh Đại Bát Niết Bàn coi. Đức Phật nhắm mắt rồi, mệt quá nhắm mắt rồi mà chưa yên tâm. Mở mắt ra hỏi, các thầy còn gì hỏi nữa không? À, cái con thầy kia nhớ, dạ 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 con có một chuyện con muốn hỏi. Hỏi xong cái Đức Phật giải thích xong cái nhắm mắt lại, nhập vô rồi, nhập vô mấy tầng rồi, chứ không biết còn ai hỏi gì. Trở ra các thầy còn hỏi gì nữa không? 5 lần 7 lượt như vậy.
Mình đứng, mình có thể mình nói tôi không có tin là Phật nhập thiền là xuất thiền, nhưng mình cứ lấy cái bình thường, lấy cái bình thường của một con người thôi. Một người cha thương chúng sanh, một người cha thương con, một người thầy thương đệ tử. Khi mình đi rồi, sợ đệ tử mình không biết được những cái con đường để tu tập, mà gắng gượng ở lại để hỏi cho kỹ càng những gì. Mình cứ lấy bình thường mình nhìn Phật thôi, nhiều đó thôi là mình cũng thấy cái lòng từ bi của Đức Phật. Cho nên kinh Đại Bát Niết Bàn đọc những cái phẩm cuối cảm động lắm đó. Mình thấy được cái tình thương của Phật. Cho nên cái chuyện mà Ngài Ca Diếp á, Ngài đang đi hành đạo rồi nghe những cái thay đổi hiện tượng, Ngài mới nghĩ rằng có chuyện gì, dò la cuối cùng người ta nói Đức Phật Niết Bàn. Ngài Ca Diếp đi ngược, đi trở về cái khu vực mà Đức Phật đang ở, thì thấy sao người ta cầm hoa sen á, màu trắng á, vừa đi vừa khóc từ ở cái khúc đó mà đi ra. Ngài Ca Diếp chặn đường hỏi, bữa nay là cái chuyện gì mà các vị từ ở khúc đó đi mà người nào cũng cầm hoa sen trắng mà khóc lóc vậy? Ông biết sao Đức Thế Tôn mất rồi, ông là đệ tử mà sao ông hay biết gì chứ. Ngài nghe như vậy, ngài càng lại nhanh chân hơn. Đi tới đó thì người ta đã nhập quan rồi, đưa Đức Phật vô quan tài rồi. Ngài Ca Diếp nức nở khóc, còn chưa được thấy Đức Thế Tôn lần cuối cùng. Đức Phật từ kim trong kim quang đưa bàn chân ra, Ngài Ca Diếp hôn chân Đức Phật xong rồi Đức Phật rút vô. Mình nghe như vậy mình thấy trời ơi, sao cái chuyện gì mà nói chuyện không nổi. Tại vì mình cứ lấy cái chuyện gọi là khoa học rồi chứng minh rồi chuyện thần thông chứ đơn giản đi. Đó là lòng từ của một người thầy. Còn đơn giản hơn mà nói xa xa chút là sự tự tại của một con người không bị sanh tử làm khổ đau. Sau này người ta dựng phim, người ta không muốn làm khúc đó, người ta làm nhẹ nhàng hơn. Đức Phật để hai cái chân lên trạng thái Niết Bàn, và Ngài Ca Diếp đến thăm thì Đức Phật chỉ rớt cái bàn chân xuống để biểu tượng rằng Đức Phật đã ấn chứng cái chuyện đó. Cái chuyện đó nó có. Các vị hòa thượng khi mà các ngài tu chứng, mà khi viết ngài viên tịch, mà người đệ tử đến sau cùng mà người ta có những cảm xúc từ cái tấm chân thành của người ta đó, các ngài có một biểu tượng, một biểu lộ nào đó để cho các người đệ tử đó biết rằng điều được chấp nhận hết. Phó Hòa biết được rất nhiều chuyện của những vị cư sĩ mà khi thầy của mình mất, mà các vị trở về dự lễ tang mà không kịp dự cái lễ thiêu thôi, và khi đến đó thì nó có những hiện tượng mà làm cho các ông tinh tấn và biết rằng thầy mình đã có mặt, đã cho mình một niềm tin rằng thầy đã hiểu được tâm mình. Cho nên giả sử sau khi chư Phật diệt độ mà chánh pháp ẩn mất thì ý nghĩa cũng giống như vậy, tức là chư Phật ra đời để khai thị rằng các hành như điện chớp. Nếu chư Phật không xuất hiện ở đời, tất cả các pháp hành vẫn chuyển biến từng khoảnh khắc như điện chớp. Nhưng sẽ không có ai nói các hành giống như điện chớp, như mộng huyễn, như tiếng vang. Không ai, mất quá là không ai nói cho mình biết thôi. Chứ sự thật đó vẫn là sự thật. Giống như con người mình vẫn có tham, có sân, có si, nhưng mà không ai nói cho mình, Đức Phật không chỉ cho mình biết cái đó, thì mình không biết. Mấy ngày nay Pháp Hòa có một cơ hội được tiếp một Phật tử, rồi có những cái khó khăn trong cuộc sống. Rồi khi mà ông ngồi ông nói ra đó, từ những cái diễn biến này tới diễn biến kia, thì cuối cùng ông kết luận một câu: thưa thầy, con thấy Phật nói không có sai, tất cả chỉ vì một chữ si mê. Do mình si mê cho nên mình từ cái khổ này nó dẫn tới cái khổ khác. Một chữ đó thôi, si mê. Rồi nó thôi, thầy Pháp Hòa cũng mừng cho chú.
Chú nhận ra được như vậy là tốt rồi. Chỉ sợ cái mình si mê mà không biết mình si mê, rồi mãi sống với cái si mê đó và tự đắc, tự cao, tự hào, tự đại gì, cuối cùng mà mình tự tử mà mình cũng biết là tại sao, vì cũng vẫn là si mê. Mà bây giờ mình cứ nhìn ra hết tất cả, từ những cái ganh đua, tức tối, phiền não với nhau, từ cái gì? Từ những cái si mê thôi. Có nhiều người người ta lầm lỗi thì mỗi người người ta si mê một cách. Người tham danh thì sẽ làm mọi cách trong cái si mê đó để giữ danh. Người ham tiền của thì sẽ làm mọi cách để trong si mê đó để giữ được tiền của. Có nhiều người người ta vì giữ một cái mối tình cảm của họ, họ làm tất cả những cái gì đó sau lưng cái người thương của họ. Nhưng cuối cùng họ hiểu, cái người hiểu biết được là để giữ cái mối tình đó, người ta làm tất cả những cái điều rất là dại dột, si mê. Và mình cũng thấy những đứa trẻ bây giờ cũng vậy. Nó vì những cái đam mê của nó mà nó bất chấp. Nó không nghĩ đến thân thể của nó, nó không nghĩ đến tương lai của nó. Nó làm rất nhiều việc mà tác hại đến đời sống hiện tại cũng như tương lai của nó mà nó không thấy. Và thậm chí mình khuyên thì nó lại không chấp nhận. Nó nói đó là của nó, cái cuộc sống này là của nó, nó không chấp nhận. Vậy cho nên á, thì ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói thêm để mà chứng minh cái câu nói, cái câu trong kinh chư Phật ra đời nói cái đó. Mà giả dụ như chư Phật không có ra đời, không ai nói điều đó, thì cuộc sống nó vẫn là như vậy. Và đại chúng nhớ là chư Phật nghĩa là quá khứ, hiện tại, vị lai, các ngài ra đời cũng không ngoài cái chuyện nói cho chúng ta nghe. Vì vậy cho nên tại sao Đức Phật Di Lặc không ra đời trong lúc này? Tại vì người ta vẫn còn tin vào giáo pháp của Đức Phật Thích Ca. Không, mà những giáo pháp này người ta chưa quên, thì tại sao một Đức Phật lại ra đời lặp lại cái câu, làm cái việc trùng hợp mà chưa cần thiết? Khi nào chúng sanh không ai còn biết cái gì là Phật, là Pháp, là Tăng, chừng đó sẽ có một Đức Phật ra đời để nói lại cái Pháp đó. Cho nên Phật Thích Ca cũng nói những gì mà quá khứ chư Phật nói. Rồi tương lai này Phật Di Lặc ra đời cũng sẽ nói những gì mà Đức Phật Thích Ca đã nói. Hay là chư Phật quá khứ trước Phật Thích Ca cũng đã nói. Tại vì sao? Lẫn quẩn chúng sanh cũng không ngoài những cái khổ này. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ á, từ xưa khi có con người cho đến bây giờ á, con người vẫn đau bệnh nhức đầu. Và tất cả thầy thuốc của mọi thời đại cũng chế tác ra những loại thuốc nào đó, tên gọi khác thôi, nhưng mục đích chung là để trị bệnh nhức đầu. Và ngày nay cái xã hội chúng ta đang sống đây có một thứ thuốc trị bệnh cảm nhức đầu rất là phổ thông, đó là gì? Tylenol, phải không? Vậy thì bây giờ ví dụ như bây giờ, cái thí dụ thôi ha, cái thuốc Tylenol này nó có khoảng chừng 100 năm nay đi. Thì từ trước mình mấy chục năm người ta vẫn nói Tylenol, hiện tại mình vẫn nói Tylenol, và thậm chí mình có mất đi rồi thì cái thuốc Tylenol này nó vẫn còn đó. Nó để nó trị cái bệnh nhức đầu cho người ta. Thì có thể có một lúc nào đó người ta có một thứ thuốc khác, đặt tên khác, nhưng mà mục đích cũng để trị bệnh nhức đầu, những cái cảm mạo thông thường. Ở đây Pháp Hòa nói tất cả bác sĩ, những người chế, những người mà chế thuốc, người ta cũng không ngoài mục đích là chế thuốc trị những căn bệnh trong cái phạm vi con người. Mỗi con người có xảy ra bệnh gì thì người ta mới chế thuốc đó. Thì chư Phật ra đời cũng không ngoài đó. Cho nên tại sao các ngài biết rất nhiều mà các ngài không nói những cái gì ngoài cái các ngài biết? Tại vì có những cái mình đâu cần thiết biết, tại nó đâu có dính dáng gì tới mình đâu. Con người mình lần quần khổ nhiều chuyện thì các ngài nói nhiều việc đó thôi.
Cho nên những gì mà các ngài biết thì như lá trong rừng, những gì mà các ngài cần nói với chúng ta như lá trong tay thôi. Tại vì mình chỉ cần biết nhiêu đó thôi. Đó, rồi quý vị cũng biết là bầu ngư di cá phải không? Nhưng mà đó là lâu lâu ăn lần thôi, có thể là năm, dài năm mới được ăn lần. Bình thường nhất là gì? Ba cái rau bình thường đó, 2-3 đồng, 6-7 đồng bó ngoài chợ đó, chứ bầu ngư đó ăn mỗi ngày. Mà nó đâu cần thiết phải mỗi ngày. Thí dụ vậy. Thôi thì hôm nay mình học thêm một đoạn kinh trong kinh Đại Bi nữa ha. Và từ đó mình thấy lời kinh tuy vậy nhưng mà khi mình giảng nói chia phân tích thì mình thấy ý tứ rất sâu sắc. Cái gì nó cũng không ngoài cái nghiệp, cái gì cũng ngoài cái nghiệp đâu. Cho nên mình tu tập để làm gì? Để chúng ta giảm cái nghiệp. Thí dụ hàng ngày mình cũng nói, mà nói bậy nói bạ cả ngày thì nó tạo cái nghiệp xấu. Rồi bây giờ kiểu chuyện tu mình chuyển đi, đổi lại nói cái gì cho nó lành, nói cái gì cho nó thiện để nó tạo cái nghiệp thiện. Mà cái bên ngoài, cái đời sống bên ngoài nó ảnh hưởng chính từ ở nơi chúng ta. Bây giờ mình không cần phải nói chi cho xa, mình cứ nói trong cái phạm vi một gia đình của mình thôi. Cứ nói phạm vi gia đình mình. Nếu mà vợ chồng mà hạnh phúc, vui vẻ, nói chuyện từ tốn với nhau, làm sao gia đình có chiến tranh được? Con cái nó sẽ, chúng sanh là những con của mình ở trong đó, nó nhất định nó không bị những cái trận cuồng phong, bão lụt, sóng thần của vợ của chồng tạo nên, nó không đau khổ. Có những em nó là sinh viên, đi học xa về nhà, lâu lâu về thăm nhà thôi, nó ở nhà có 4 ngày thôi mà nó không xuống nhà một ngày nào hết, tại vì ngày nào cha mẹ cũng gây gỗ hết. Có về thăm nhà có 4 ngày mà không có còn cảm thấy hứng thú muốn ra làm với gia đình nữa. Tại vì sao? Tại vì nó phải nghe, phải thấy những cái mà mỗi ngày chiến tranh của cha mẹ. Đi học thì không nghe, không thấy rồi. Lâu lâu chỉ nghe mẹ than vãn thôi. Lâu lâu nghe ba phone rồi than mẹ thôi. Nhưng nó không có chứng kiến hồi nhỏ nó vậy. Bây giờ lớn lên làm sinh viên rồi vẫn phải chứng kiến những cái tiếng ồn ào đó. Thành ra đó, mình cứ nói một cái quốc độ, một cái thế giới nhỏ của mình thôi. Có 2 vợ chồng, 2 đứa con thôi mà lâu lâu giận lên là gì? Là cháy đó, lửa đó. Rồi chúng ta giận nhau, không thèm nấu ăn, không thèm nói chuyện với nhau là lạnh đó. Đó, rồi chúng ta hét lên là những cơn sóng thần, những cơn bão lũ đó. Cho nên không có gì ngoài cái nghiệp. Cho nên tu là chuyển nghiệp. Mỗi ngày của chúng ta, tích tắc chúng ta đều đang sống tạo nghiệp hết. Nhưng mà nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta tạo nghiệp tốt. Nếu chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta tạo nghiệp xấu. Thế thôi. Ví dụ như bây giờ, nãy giờ chúng ta bắt đầu từ hồi 7 giờ cho tới bây giờ là 2 tiếng rồi. Chúng ta không có nói bậy, không có suy nghĩ tung lung hết, 2 giờ đồng hồ giảm nghiệp. Rồi giờ ráng ngồi thêm tiếng đồng hồ nữa để phê pháp là gì? Giảm nghiệp được 3 tiếng. Thì cứ như thế mỗi ngày chúng ta làm. Nghe một thời pháp, tụng một thời kinh. Hay thậm chí chúng ta ăn chay. Đừng có nghĩ là ăn chay thành tiên thành Phật gì hết á. Cứ nghĩ đơn giản thôi. Ăn để chúng ta giảm cái nghiệp sát sinh. Đó. Người ta thường quan điểm là vật dưỡng nhân. À, con vật nó phải dưỡng con người chứ tại sao con người phải ăn chay? Dạ quý vị hiểu lầm chữ dưỡng đó đó. Chữ con vật mà dưỡng đây là con vật gì biết không? Những cái con vật mà nó bảo hộ cho mình á. Thí dụ như là con trâu thì giúp mình cày bừa, con ngựa thì giúp mình cởi, con lừa thì nó giúp cho mình chở đồ hàng hóa, vân vân. Con chó giúp mình giữ nhà. Chữ dưỡng đây là nó trợ giúp cho mình chứ không phải là để mình ăn nó.
Rồi bây giờ ví dụ như hôm nào mình lọt vô trong rừng nó gặp mình á, như con gấu con cọp nó gặp mình đó, nó bữa nay nhân dưỡng vật nó xé mình xuống rồi nó mình nói cứu tôi cứu ta, nó đừng có la, thường ngày được dưỡng nhiều lắm rồi, bữa nay dưỡng tôi một bữa đi. Nếu mình ăn chay cũng là một hình thức giảm. Mà quý vị biết không, thí dụ như bữa nào mình ăn chay đó, cái mình lỡ mình hung dữ lên cái mình nhớ trực lại, ăn chay mà hung dữ người ta cười chết, cái cũng giật mình lại một chút, phải không? Ta từ thà ăn chay cũng đỡ đi. Cũng giống như mình quy y làm Phật tử rồi cũng vậy, lỡ mà mình hung dữ lên chút cái ta nói quy y rồi đó nghe. Cho nên đỡ lắm. Cho mình có tu là mình có cái phần gọi là giảm nghiệp. Thưa hôm nay mình tiếp tục học kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, quyển thứ 2. Mình học phẩm thứ 4. Quý vị có quyển kinh xin mở trang 140. Quý vị có quyển sách thì mở trang 140. Còn nếu không có thì quý vị nghe cũng được. Hôm nay là kỳ thứ 12. Hồi sáng mấy ngày nay đi đám hôm qua đâu có sao đâu, tự nhiên cái hồi nãy đi vô cái đám mà lúc hồi 5 giờ chiều đám ngày cuối của ngày hôm nay lên tới cái tự nhiên tắt tiếng ngang. Về tới nhà là nãy giờ uống không biết mấy trái chanh rồi đó. Thưa, phẩm này là nói về phát tâm bồ đề. Tuần rồi mình đã giải thích rồi, thế nào là phát, thế nào là bồ đề. Phát tâm bồ đề nghĩa là chúng ta khởi cái tâm tỉnh thức giác ngộ. Khi mình thấy cái điều đó sai, chúng ta tự động ý thức chỉnh sửa, cũng là một hình thức phát tâm bồ đề đó. Bây giờ trong cái trang 140 này, phát tâm bồ đề có 4 thứ. Phát tâm bồ đề có 4 thứ. Một là nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào hoặc được coi thấy, nghe thấy những việc bất khả tư nghị của chư Phật, Bồ Tát liền sinh tâm cung kính và nghĩ rằng những sự của Phật Bồ Tát là bất khả tư nghị. Nếu Phật Bồ Tát chứng được sự bất khả tư nghị ấy thì ta đây cũng quyết sẽ chứng được đạo vô thượng, chính đẳng, chính giác. Cho nên ta dốc lòng nhớ nghĩ đạo Bồ Đề và phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đó là cái thứ nhất. Nghĩa là sao? Câu này nghĩa là sao? Nghĩa là phát tâm Bồ Đề có 4 thứ. Một á, nếu có người nam, người nữ nào, tức là chúng ta nè, người nam, người nữ nào được thấy, được nghe những việc làm không thể nghĩ bàn, gọi là bất khả tư nghị. Nếu mà bị dịch ra tiếng Việt là những việc làm không thể nghĩ bàn của Phật, của Bồ Tát, thì chúng ta liền sinh tâm cung kính. Bây giờ Pháp Hòa xin thưa đại chúng cái nhỏ thôi. Cái trận bão lũ vừa rồi ở miền Trung Việt Nam á, không phải chỉ có người ở trong nước hướng tâm về miền Trung, mà có thể nói người Việt khắp nơi trên thế giới đều hướng tâm về miền Trung hết. Chỉ trong vòng có 3 tuần lễ trở lại. Mà quý vị chỉ có 3 tuần lễ trở lại mà quý vị thấy bao nhiêu cái lũ, bao nhiêu cái ngập lụt. Trời ơi, tàn phá quá chừng. Có những lúc mà có những đêm mà ngồi mà coi mà khóc sướt mướt ở trong theo cái những cái gì mà người ta quay lên cho mình coi. Thì mình thấy những cái việc làm của những cái người mà người ta lăn xả vào trong cái công cuộc đi cứu trợ như vậy đó, có thể không thể nghĩ bàn không? Có thể mình làm được. Không có thể mình làm được. Ở đây mà mình xin lỗi, mình lâu lâu mình volunteer làm thiện nguyện cho những cái chỗ nhà già, bệnh viện một chút là mình đã sợ muốn chết, mình gớm ghê vân vân. Cho nên có những cái công việc ở đời này người ta làm bất khả tư nghị.
Bất khả tư nghi là gì? Không thể tưởng được, không thể nghĩ rằng người đó có thể làm được những việc như vậy. Pháp Hòa nghe nói, không có coi tin tức nhiều, chỉ nghe quý Phật tử kể là những anh chị nghệ sĩ, ca sĩ ở Việt Nam lần này cũng góp sức rất là nhiều. Có những ngày mà những đoàn đi ra cứu trợ, các thầy phone qua thăm Pháp Hòa, nói trời, bây giờ là ai cũng đổ ra miền Trung mà đi cứu lụt mà nghẹt đường hết, giống như là đi trải hội vậy đó. Cho mình mới thấy rằng á, lần này mình mới thấy là cái cộng đồng người Việt của chúng ta rất có lòng, rất có tâm thương nghĩ đến. Và quý Phật tử khắp nơi cũng vậy, nghe mình ở đây kêu gọi cứu lục, các vị cũng không quản ngại dục, mặc dù trong lúc này ai cũng đang gặp khó khăn, nhưng rồi cũng giang tay góp sức. Cũng giống như tháng 4 vừa rồi, khi dịch mới bắt đầu bệnh, thì khoảng tháng 4 thì cái vụ mà nước mặn ở miền Tây đó, rồi quý Phật tử cũng cùng với Pháp Hòa, chúng ta gửi một ít về bên đó để mà làm một vài cái nơi mà có nước ngọt cho người dân miền Tây dùng. Đó. Cho nên nếu có người nam người nữ nào được coi, tức là coi thấy, tức là được thấy đó, nghe những việc không thể nghĩ bàn của Phật, của Bồ Tát, thấy như vậy thì làm gì? Liền sanh tâm cung kính và nghĩ rằng những sự của các vị này nè là bất khả tư nghị, là không thể nghĩ bàn. Nếu Phật Bồ Tát chứng được cái đó thì ta đây cũng quyết chứng được. Nghĩa là mình nhìn người ta, mình nghe, mình thấy người ta, mình làm gì? Mình quyết làm cho được. Dù mình làm không được lớn, nhưng ít ra mình cũng thể hiện, mình cũng thể hiện một chút gì đó. Cho các vị mà gửi về dù 20, 30, Pháp Hòa đều quý hết. Tại vì đây là cái lúc chúng ta thể hiện cái tấm lòng. Đây là lúc chúng ta thể hiện tấm lòng. Cũng giống như quý vị nào mà đã từng đến Trúc Lâm này mới hiểu được cái hoàn cảnh Pháp Hòa chia sẻ, là cái nặng lòng của Pháp Hòa là Pháp Hòa chưa lo được cho các thầy có một cái chỗ ở cho nó đàng hoàng. Cho nên cố gắng năm tới làm cho các thầy có cái chỗ ở để học hành, để làm việc. Dù mình chưa có làm gì mà các vị chỉ nghe Pháp Hòa nói như vậy, có vị cũng đã hướng tâm trợ giúp. Cho nên cái đó mình thấy người khác làm, và bây giờ mình nhìn lại những cái công việc mà mình nghĩ rằng tới giờ phút này mình làm được những cái việc không thể nghĩ bàn. Cái hồi Tây Thiên mới vừa bắt đầu nhận là tổ chức Phật Ngọc. Tổ chức Phật Ngọc là 2010, mà lúc đó Tây Thiên chưa có gì hết. Rồi bắt đầu phải bắt tay vào công việc để mà tu sửa phần 1 để làm sao cho kịp cái Phật Ngọc. Mà quý vị tưởng tượng dân em mình tin mình mấy người. Rồi Phật tử mà tình nguyện đi chùa công quả được mấy người. Trời, lúc đó đủ thứ chuyện. Vậy mà chúng ta làm xong cái công trình Phật Ngọc suốt cả 10 ngày. Cho ăn mỗi ngày 3 cử, sáng, trưa, chiều. Ăn free hết. Pháp Hòa nhớ chú Kiệt là ông đi chợ nước về, ông cho mua trái cây. Tại lúc đó mình cho ăn không mà, ai tới giờ nào cũng có nước uống hết. Cho nên mình mới biết rằng các anh em, bây giờ quý vị lên Tây Thiên, lâu lâu quý vị mới lên lần, quý vị thấy bất khả tư nghị. Những không có quản ngại những cái giờ phút lạnh lẽo, những cái cuối tuần phải hy sinh giờ giấc cho gia đình. Đó là mình nói những chuyện gần trước mắt mình thôi. Còn biết bao nhiêu việc, những cái việc bất khả tư nghị mà xung quanh chúng ta, ở tại địa phương chúng ta, hoặc là những cái diện mà trên thế giới chúng ta nghe thấy. Cho nên những sự của chư Phật Bồ Tát là bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị nghĩa là không thể nghĩ bàn, không thể suy nghĩ và không thể luận bàn được việc đó.
Nếu Phật Bồ Tát chứng được bất khả tư nghì ấy thì ta đây cũng quyết chứng được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ta nên dốc lòng nhớ nghĩ đạo Bồ Đề và phát tâm vô thượng Bồ Đề. Cái đạo Bồ Đề là gì? Là đạo giác ngộ. Đạo là con đường, mà con đường thì nó nhiều đường lắm, mình đi trật đường không thể tới được. Cho nên cái đường mà chúng ta đi là đường giác ngộ. Điều thứ hai, hai là lại có người không được coi thấy những sự bất khả tư nghì của chư Phật Bồ Tát, mà chỉ nghe thấy cái tạng bí mật của chư Phật. Tạng bí mật là gì biết không? Là giáo pháp. Hồi nãy mình lại Quan Âm có một câu là Nam Mô Diệu Tạng đó. Diệu tạng là gì? Tạng là gì? Tạng là chứa. Tạng là chứa. Mà ở trong cái kho chứa đó đó, cái ý màu nó sâu lắm. Cái đó gọi là diệu tạng. Cái đó là bí mật. Bí mật cũng có nghĩa là những cái câu thần chú, mà trong thần chú đó lại có những cái vi diệu trong đó. Một câu kinh đó, nó chứa nhiều cái nghĩa lý sâu ở trong đó. Cái đó gọi là diệu tạng. Hồi nãy lại Ngũ Vết lại trong danh hiệu đó có một câu đó, Nam Mô Diệu Tạng Quán Thế Âm Bồ Tát. Có nhiều khi mình không thấy được sự việc, nhưng mình thấy được lời dạy. Nói đơn giản là chúng ta thấy lời dạy. Ví dụ như bây giờ nè, mình đâu có thấy được Đức Phật hàng phục ngoại đạo ra làm sao. Nhưng mà bây giờ mình chỉ đọc lại những lời kinh thôi, những lời Phật dạy rồi các vị ghi chép lại. Chỉ nghe thấy cái tạng bí mật của chư Phật Bồ Tát liền sinh tâm cung kính, tin tưởng. Những cái lời dạy của Phật mình có cái tâm cung kính, tin tưởng. Cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác và ma ha bát nhã. Ma ha là rộng lớn, bát nhã là trí tuệ. Trí tuệ này là trí tuệ rộng lớn. Cho nên phát tâm Bồ Đề. Hồi nãy là cái đầu là gì? Thấy, nghe việc làm đó. Bây giờ mình không thấy, không nghe. Chúng ta không nghe mà chúng ta thấy được, chúng ta nghe được cái lời dạy sâu màu. Cũng giống như mỗi tuần mình về đây mình học kinh. Hồi nào giờ mình cũng đọc kinh vậy, nhưng mình đâu có hiểu cái nghĩa đó là gì. Nhờ hôm nay mình nghe cái tự nhiên mình hiểu được cái đó. Đó, cái đó là nghe được cái tạng bí mật. Quý vị Pháp Hòa ví dụ như mình đọc trong kinh, mình nói có Bồ Tát đóng chặt cái tai. Nói trời ơi, Bồ Tát gì mà chặt cái tai rồi liền cái tai lại. Nghe thần thôi, thần thoại quá. Nhưng mà chặt cái tai là gì? Cái tai là thường để làm cái gì? Để cầm, để nắm, phải không? Mà cầm nắm ở trong đạo Phật là tượng trưng cho chấp, là cố chấp. Người nào mà còn cố chấp thì giống như bằng cái tay mình cầm nắm như này. Chặt cái tay nghĩa là gì? Nghĩa là cắt bỏ đi sự cố chấp. Bây giờ hiểu được cái tạng bí mật đó, cái lời dạy vi diệu đó, tôi bây giờ cũng nguyện chặt cái tay luôn. Không phải xuống bếp kiếm cái dao nào bén bén chặt ha, mà chặt sự cố chấp. Rồi thí dụ như nói Bồ Tát nó móc mắt. Móc mắt nghĩa là gì? Mình hãy moi ra, lấy ra được cái cặp mắt mà hãy phán xét soi mói người ta. Đừng có nhìn người ta bằng cặp mắt đó nữa, mà hãy nhìn người ta bằng cặp mắt của từ ái. Nói Bồ Tát móc mắt xong rồi liền mắt trở lại. Con mắt bây giờ liền là không phải con mắt soi mói nữa, mà con mắt gì? Con mắt của từ ái, con mắt của cảm thông. Móc mắt kia bỏ rồi thì phải lành là con mắt thiện chứ. Chặt cái cố chấp rồi thì bây giờ lành lại cái cánh tay gì? Cánh tay hồi nãy thì thiên thủ, thiên nhãn. Hồi nãy mình lại Quan Âm có một câu đó, thiên nhãn chiếu soi, thiên thủ hộ trì. Chặt cái tay mà hay cố chấp, hay sỉ vả, bây giờ liền lại một cánh tay biết nâng đỡ, biết chăm sóc. Bồ Tát đó thẻo cái lỗ tai cho người ta rồi. Lỗ tai hay nghe chuyện người khác, thẻo cái đó bỏ,
liền được cái tai chỉ nghe pháp thôi. Đó, cho nên những cái ý trong kinh nói là nói vậy. Rồi thí dụ như cái người đó họ bị lửa đốt, bị lửa đốt cái họ niệm Quan Âm, cái lửa họ ngồi lên bông sen liền. Lửa là gì? Là sân si. Mình niệm Quan Âm, mình đang giận tức, đừng nói, kiếm chỗ niệm Phật, kiếm chỗ trở về với chính mình. Một lát sau lắng xuống rồi, ôi nhẹ nhẹ. Hồi nãy mình tụng cái bài đó: cành dương nước tịnh rải khắp ba ngàn, tánh không tám đức lợi lạc trần gian, biển lửa nở hoa sen, biển lửa nở sen vàng. Biển lửa là tượng trưng cho sự nóng giận. Bây giờ cái giọt nước thanh lương nó rưới vào trong tâm mình rồi thì chỗ đó biến thành sen vàng. Cho nên á, quý vị lại Quan Âm Bồ Tát mà nghe 500, thật ra Đức Quan Âm là Quan Âm thôi. Còn mấy câu hồi nãy đâu có hiểu gì Quan Âm đâu, nhưng mà đó là năng lực của lòng từ. Ví dụ như Nam Mô Tứ Thập Nhị Tý, biết tý là gì không? Tý là cánh tay. Bồ Tát có 42 tay. Nam Mô Thập Nhất Diện, Bồ Tát có 11 cái mặt. Nam Mô Thập Nhị Diện, vân vân. Nhưng mà lòng từ mà có rồi thì tất cả những việc làm hành xử hàng ngày có được. Đó là tạng bí. Mình không thấy được Phật, nhưng mình nghe được cái tạng bí mật đó. Điều thứ ba, ba là lại có người không được coi thấy những việc bất tư nghị của chư Phật Bồ Tát, cũng không nghe pháp, cũng không được nghe pháp, mà do vì khi coi thấy pháp diệt rồi, trong lòng nghĩ rằng vô thượng Phật pháp hay diệt trừ được vô lượng khổ não chúng sinh, làm ích lợi lớn lao cho chúng sinh, chỉ có chư Phật Bồ Tát mới hay làm cho Phật pháp được trường tồn bất diệt. Ta ngày nay cũng nên phát tâm Bồ Đề, khiến cho các chúng sinh xa lìa phiền não, thệ nguyện thân này của ta, dầu cho phải chịu mọi sự đại khổ não đi chăng nữa, ta quyết giữ gìn Phật pháp, khiến cho Phật pháp được trường tồn mãi mãi ở thế gian, cho nên ta phát tâm Bồ Đề. Bây giờ không thấy Phật làm, không nghe được bí mật, nhưng thấy gì? Thấy pháp diệt. Trong lòng nghĩ rằng thấy cái pháp nó bị suy thoái. Bây giờ trong lòng nghĩ rằng vô thượng Phật pháp, Phật pháp có khả năng diệt trừ được vô lượng khổ não cho chúng sinh, làm lợi ích lớn cho chúng sinh. Bây giờ mình nên phát nguyện làm sao để chúng sinh xa lìa được phiền não, mình có chịu khổ não gì đi nữa, miễn sao giữ gìn được Phật pháp, khiến cho Phật pháp được trường tồn. Hồi nãy lúc Pháp Hòa khuyên thỉnh đại chúng ngồi chắp tay hướng nguyện Đức Quan Âm, mỗi người có mỗi nguyện phải không? Quý vị biết Pháp Hòa nguyện gì không? Pháp Hòa mà chắp tay là Pháp Hòa hồi hướng một nguyện. Pháp Hòa không có nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ ai, không có bao gì cho mình đó. Con chỉ nguyện cho các thầy, đệ tử của con trọn vẹn được đường tu để gìn giữ Phật pháp ở ngoài này. Chứ bao giờ mà chắp tay lại qua nó nguyện cho mẹ con hết bệnh, ba con hết bệnh, không có. Mà nếu có đi nữa, mấy chuyện đó là chuyện thứ. Tại vì Phật pháp trường tồn mới là chuyện chính. Còn cái thân thể của chúng ta đây thì thủy chung có ngày cũng phải bệnh, phải chết. Phật pháp trường tồn thì chúng sanh mới an lạc. Còn người thân của mình mà có khỏe mạnh đi nữa, lợi lạc cho bản thân, gia đình mình thôi, con cháu mình thôi. Nhưng mà mình là người tu, mình phải đưa cái tâm mình nó rộng. Đi qua Ấn Độ lại Phật cũng vậy. Hay làm bất cứ việc lành gì mà chắp tay lên nguyện, Pháp Hòa không có nguyện cho bản thân, cũng chẳng nguyện gì cho người thân mình. Chỉ mong làm sao các thầy giữ được con đường tu của mình, để giữ Phật pháp. Phật pháp trường tồn mới là điều hệ trọng, còn xác thân này chỉ là cát bụi mà thôi.
Cái câu đó ở đâu biết không? Ở trong cái bài nói về Ngài Bồ Tát Quảng Đức năm 1963, khi mà Ngài tự thiêu đó, để mà tranh đấu cho Phật Pháp đó. Thì ông nhạc sĩ cổ nhạc Viễn Châu đã viết cái bài đó. Cái bài đó có tên là Quả Tim Bất Diệt hay là Trái Tim Bất Diệt. Thì trong đó có một câu đó. Cái câu đó đó: Phật Pháp trường tồn mới là điều hệ trọng, còn xác thân này chỉ là cát bụi mà thôi. Cho nên thấy một cái người tu, mà một thầy tu trẻ mà tu, đó là một trong bốn cái mà quan trọng, bốn cái mà hiếm có của đời. Đức Phật nói đừng có khinh thường một đốm lửa nhỏ, tại đốm lửa nhỏ có thể đốt cả khu rừng. Phải vậy không? Đó, cháy rừng Cali đó. Đừng có khinh thường một con rắn nhỏ, nó cắn một cái là chết. Đừng có khinh thường một ông thái tử nhỏ, nếu ông thái tử đó được dưỡng thì ông sẽ là một ông vua minh quân. Và trong bốn cái khinh thường đó, cái khinh thường thứ tư là đừng khinh thường một thầy tu trẻ. Tại vì thầy tu trẻ nếu mà tu học cho đàng hoàng thì có thể làm lợi ích cho rất nhiều người. Đó là điều thứ ba. Cho nên khiến cho chúng sinh xa lìa phiền não, thệ nguyện thân này của ta dầu cho phải chịu mọi sự đại khổ não đi chăng nữa, ta quyết giữ gìn Phật Pháp, khiến cho Phật Pháp được trường tồn mãi mãi ở thế gian. Cho nên ta phát tâm Bồ Đề. Người tu mà phát tâm Bồ Đề mà làm sao giữ gìn Phật Pháp á, thì người đó mới giữ. Còn thí dụ như này, tôi nghèo quá tôi vô chùa tôi tu thì anh chỉ lo anh ăn thôi, anh chỉ lo anh sung sướng thôi. Còn nếu mà anh nghĩ rằng tôi vì Phật Pháp mà tôi tu thì anh sẽ chịu cực, anh sẽ chịu cực chịu khổ, phụng sự chúng sanh mà không có mỏi mệt. Tại sao? Tại vì đó là tâm nguyện của mình. Thì ngược lại, ví dụ như mình xin lỗi, ví dụ như bây giờ mình thương cái người đó, mình mới lấy người đó làm chồng, mình mới lấy người đó làm vợ đi, thì mình có tình thương trong đó. Cho nên sao? Mình sẽ hết lòng mình chăm sóc người đó. Còn mình nói là tôi không có thương yêu gì người đó hết á, tại vì người đó có tiền tôi thích thôi, thì trong cái sự gần gũi đó nó không có tình thương, nó không có sự chăm sóc. Cho nên nếu mà chúng ta làm việc gì mà chúng ta có tình thương trong đó, có ý nguyện trong đó, thì chúng ta sẽ làm hết lòng. Mình nấu ăn cũng vậy, mình làm việc gì cũng vậy, mà mình để cái tâm mình vào trong đó thì cái việc nó sẽ khác. Bốn là lại có người không được coi thấy chư Phật Bồ Tát, không được nghe Pháp, khi Pháp diệt cũng không được thấy, mà chỉ thấy tất cả chúng sinh ở trong đời ác trược, đủ mọi thứ phiền não, tham dục, giận tức, ngu si, không thẹn, không hổ, bỏng sẻn, tật đố, ganh ghét, nghi ngờ, lười biếng, vân vân. Thấy như thế rồi liền nghĩ rằng trong đời ác trược này chúng sanh chẳng chịu tu thiện, tâm nhị thừa còn không phát, nữa là tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Ta nay phải nên phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề rồi liền dạy bảo tất cả chúng sanh đều phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Bây giờ á, cái tệ hơn nữa là thấy chúng sanh sao không được, mình không có thấy Phật, không có nghe Pháp, mà khi Pháp diệt á thì chỉ thấy chúng sanh ở trong đời ác trược. Chữ trược là gì? Là nhuốm bẩn, là cấu bẩn. Mà cái gì đã làm cho chúng sanh trược? Phiền não, tham dục, giận tức, ngu si, không thẹn, không hổ, bỏng sẻn, tật đố, ganh ghét, nghi ngờ, lười biếng, vân vân. Thấy như thế rồi liền nghĩ rằng bây giờ chúng sanh, bây giờ quý vị nghiệm lại coi chúng sanh mình có đủ hết mấy này không? Không có thiếu. Mà nhiều khi một người là đủ hết mấy này nghe, chứ không phải là thấy tôi chỉ có tham, tôi không có ganh. Không có nhiều người á, có nhiều chúng sanh là coi như đủ hết các bệnh đó.
mà giờ không biết đưa thuốc nào uống nữa đó. Tại vì uống thuốc này cái lòi ra bệnh khác. Cho nên là những cái đó là những cái trược. Trược là gì? Trược là bẩn. Mình nói ví dụ thôi. Ví dụ như cái vụ dịch nè. Ví dụ bây giờ mình bị dịch thì bệnh dịch này mọi người không có đi làm. Rồi bây giờ chính phủ bắt đầu mới cho tiền. Từ khi mình bắt đầu mà đưa cái tiền này, bắt đầu cái tâm gì nó khởi. Ít nhiều cũng có một số người bị cái tâm tham nó khởi. Lợi dụng cái sự việc đó. Đi làm tháng có 700 mà giờ ăn không ở nhà được 2000, sướng chết. Làm liền bài toán mà không biết cộng cũng thành ra biết cộng luôn. Mình nói ví dụ vậy. Mình không có, mình cái trên mình chỉ nói ví dụ để cho đại chúng thấy khi cái tâm của chúng ta. Rồi ví dụ như bình thường mình phải mua cái đó là thôi, mà hãy bữa nào mình free, đang trong một cái trường hợp đơn giản nhẹ nhàng vậy, rồi chúng ta cũng bị cái tâm tham nó lôi mình. Rồi trong khi chúng ta làm Phật sự, đôi khi không khéo chúng ta bị, vì Phật sự, vì cái công tác từ thiện đó, chúng ta bị ganh, bị tức, bị bỏng sẻn, đủ thứ nó sanh khởi. Cho nên mới đầu thì thiện, mà lát cái trong cái thiện nó nhúm, nó bị lấm bụi của phiền não, của tham, của bỏng sẻn, của nghi ngờ, vân vân. Cho nên Bồ Tát á, phát tâm bốn thứ á. Đầu tiên là thấy những việc làm tốt của Phật Bồ Tát phát theo. Còn thứ hai là chúng ta không nghe, không thấy Phật làm nhưng mà nghe được giáo pháp. Điều thứ ba là sao? Thấy được các vị người ta pháp diệt, thấy cái pháp diệt chúng sanh bắt đầu, mình muốn cho Phật pháp được trường tồn. Điều thứ tư là thấy chúng sanh đắm chìm trong cái khổ mà chúng ta phát tâm Bồ Đề. Cho nên thấy thế rồi liền nghĩ rằng trong đời ác trược này chúng sanh chẳng tiệu tu thiện. Tâm nhị thừa còn không phát. Tâm nhị thừa là tâm gì? Tâm của thanh văn, tâm của duyên giác. Hai tâm đó là tâm gì? Ý muốn nói gì biết không? Ý nó là chỉ biết lo cho mình thôi. Đại khái là ý nói vậy thôi. Chúng đó là mình nói là chỉ biết lo cho mình mà không biết nghĩ thương tới người khác. Tâm nhị thừa còn không phát thì làm gì có chuyện phát vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thấy như vậy, ta nay phát tâm Bồ Đề rồi, liền dạy bảo tất cả chúng sanh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là nói hết bốn cái phần đó, gọi là phát Bồ Đề tâm có bốn thứ. Một á, bây giờ Pháp Hòa summarize bốn cái đó lại. Một á, là thấy nghe chư Phật làm việc bất khả tư nghị, ráng học đòi theo. Cũng giống như trong cái bài sám hối á, Pháp Hòa nhớ có cái câu này nè. Học đòi theo bậc triết nhân, tạm dùng rau trái. Tức là mình phạm cái lỗi sát sinh. Bây giờ mình hồi nào giờ là cái lỗi của mình là gì? Thức ăn bán ở thị thiền, tức là ngoài chợ đó. Sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay, thân con lỡ tạo vay nghiệp ác, muôn vạn loài oan thác vì con. Biết bao nhiêu con vật nó chết oan vì mình, muôn vạn loài oan thác vì con. Ví như thay ướp hằng còn, nếu mà mình ăn mà bạn không có tiêu hóa đâu đó, nó dồn lại hết á. Từ xưa chất để nên hòn núi cao. Nếu mà từ nhỏ mình, bây giờ thí dụ bây giờ mình nói một việc thôi ha, từ hồi nhỏ mình sanh ra tới giờ mình ăn gà đó, mà nếu mà gà nó không tiêu thì chất lại núi đó, núi gà đó. Thì chưa nói dịch, thì chưa nói con khác ha. Ví như thay ướp hằng còn, từ xưa chất để nên hòn núi cao. Tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp, thân con đây tội nghiệp dẫy đầy. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Nghĩ cho cùng thì xương thịt này cũng lấy xương thịt của người khác mà tạo thôi.
cũng có lúc lòng lành bất nhẫn. Sometimes con cũng ăn năn lắm, cũng có lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràn rụa thân mình, khắp trong cảnh tỉnh động tình xót xa. Con nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải hóa tự tâm, tự mình nói với mình phải thay đổi, học đòi theo bậc triết nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Cái thân mạng mình ăn cũng qua ngày thôi mà, thôi thì mình ăn cái gì nó hiền lành cho nó qua ngày mà. Ta kêu là ăn qua ngày chờ qua đời mà. Sống qua ngày chờ qua đời mà. Và tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày, học đòi theo bậc triết nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Đó là mình học đòi, đó là thứ nhất, phát tâm Bồ Đề. Cho nên quý vị nào mà thấy ai làm gì hay, học theo. Tôi ráng tôi học, tôi thấy chị đó sao hay quá. Hồi xưa ở đây có bác Pháp Nhẫn, tức là má vợ bác sĩ Đệ, 90 tuổi nha, mà không bao giờ bỏ lại Phật. Một ngày 100 lại cho đến khi nào bệnh không còn lại được nữa thôi. Còn mấy cái bài sám mà hay hay á, bà đem bà học hết trơn. Có bữa bà lên bà ngồi bên hông này nè, bà đem cái bài sám đó bà ngồi bà đọc, học thuộc lòng. Bởi vậy cho nên á, khi mà bà sắp chết á, quý thầy lên mà thử bà đó, đọc kinh tới đâu bà đọc tới đó, mặc dù nằm không biết gì hết đó, nằm mê man vậy mà Pháp Hòa lại nói: "Bác, A Di Đà Phật thân kim sắc." Bà đáp lại liền: "Tướng hảo quang minh vô đẳng luân." Tức kinh Phật nó thâm nhập vô rồi. Đó là một điều phát tâm Bồ Đề, là mình không cần phải nói đợi tới Phật Bồ Tát nữa. Đây xung quanh mình là Phật Bồ Tát nhiều lắm, ta có nhiều cái hay lắm học. Nhưng mà có những cái dở cũng phải học nữa biết không? Học bỏ đi. Học bỏ chứ đừng học gom. Cho nên cái người ta chịu học là cái gì ta cũng học. Thấy dở là phải học. Học cái gì? Học cái chừa, đừng làm này. Thấy người ta hay, ta thấy không? Ta sống sao mà ai cũng thương hết trơn, mình học đi. Còn mình sống làm sao mà ai cũng né hết trơn. Học. Đó là điều thứ nhất, phát tâm Bồ Đề. Điều thứ hai, nếu chúng ta không có thấy được việc làm, nhưng mà chúng ta nghe Pháp, nghe Pháp mà thấy được những cái lời hay của Phật dạy, tin tưởng tu học cũng là phát tâm Bồ Đề. Điều thứ ba, thấy Pháp, Phật Pháp bị diệt, khởi tâm cầu cho Pháp được trường tồn. Điều thứ tư, thấy chúng sanh can cường, tội lỗi, chúng ta phát tâm Bồ Đề. Cũng giống như Pháp Hòa nói vậy nè, nếu như mình thấy cha mình, mẹ mình, vợ mình hay chồng mình hay con mình, trời ơi sao nó hung dữ mà mình nói nó không được. Đây, có nhiều người có con cầu con khẩn rồi nghe, sanh ra cái trời nó lớn lên, nó phá làng phá xóm, nó tán gia bại sản hết cũng vì nó. Cha mẹ đau khổ vô cùng, có con cậu quý tử, con cầu con khẩn giờ sanh ra đó. Bây giờ mình cầu mình khẩn nó, tao lại mày, mày đừng có phá nữa. Tao lại mày, mày tha tao đi. Giờ cũng cầu nó đó. Nhưng mà cái đó là cái gì? Nếu thấy như vậy phải sám hối, đó là nghiệp chướng. Lẽ ra nó đâu làm con mình đâu, ai biểu mình réo nó vô đâu. Nó đi lang thang mà, mình quắt nó vô nhà má làm con má đi con. Thì nó mình nói đùa vậy đó. Tức là mình rước cái nợ về. Ở đây mình nói trong cuộc sống của mình, nếu như mình lỡ mình gặp người thân nào mà mình giáo hóa không được, mình biết chắc một điều là nghiệp lực của họ nặng, nghiệp lực của mình cũng nặng, sao đổ. Chỉ có một việc thôi, lo tu, lo sám hối. Cái nghiệp của mình nó nhẹ, cái đức mình nó sanh mới cảm hóa được cái người đó. Quý vị nhớ là đức trọng quỷ thần khinh. Đức trọng quỷ thần kinh. Cái đức của mình nó lớn rồi, quỷ thần còn phải sợ. Mà giờ muốn có cái đức thì phải làm gì? Chỉ có tu tập, sống thiện mới có cái đức.
sống thiện mới có đức. Cho nên muốn cảm hóa những người dữ á, chỉ có khi nào mình đem cái năng lực tu tập của mình mới chuyển hóa được. Quý vị coi trong phim coi, những cái người mà hung tợn mà được cảm hóa là từ những ai? Toàn là những người gọi là có cái tâm đạo độ lượng mới độ được họ không à. Còn cái tâm mà hung dữ giống họ không độ được họ đâu. Tại vì sao? Họ nói anh có hơn gì tôi, thật ra tôi gần anh tôi cũng, anh cũng xấu vậy thôi. Cái người mà cái tâm thiện nó mới cảm hóa được. Đó là bốn điều mà Phật dạy. Phát tâm Bồ Đề có bốn loại. Bấy giờ Ngài Hỷ Vương Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Lại Đức Thế Tôn, Bồ Tát tri ân, báo ân bằng cách tự phát tâm Bồ Đề và dạy bảo tất cả chúng sinh đều phát tâm Bồ Đề. Song Đức Như Lai thuở xưa khi còn phải sinh tử, thoạt mới phát tâm Bồ Đề là do nhân duyên gì? Bây giờ có một Bồ Tát Hỷ Vương hỏi Đức Phật: Chúng con là những người tri ân, báo ân, là biết ân và đền ơn, biết ân và đền ân bằng cách tự phát tâm và dạy bảo chúng sanh. Vậy thì Đức Phật thuở xưa khi còn phải sinh tử, tức là ý nói là Phật vẫn còn ở trong cái kiếp luân hồi sanh tử giống mình nè. Quý vị nhớ là một Đức Phật mà tu thành Phật không phải một kiếp nha. Một vị Phật mà tu thành Phật là nhiều kiếp lắm. Vậy thì khi mà chưa thành Phật mà còn trong cái kiếp giống như mình giờ nè, lăng quăng lẫn quẩn sanh tử vậy nè, Đầu tiên Phật đã phát tâm Bồ Đề và do nhân duyên như thế nào? Đó là Ngài Hỷ Vương hỏi Đức Phật. Bây giờ Đức Phật nói: Thiện nam tử, về đời quá khứ lâu xa, kiếp số nhiều không thể tính kể, khi ta còn ở trong vòng sinh tử do phiền não trọng chướng tạo nên những nghiệp ác nơi thân khẩu ý, nên phải đọa lạc vào các địa ngục. Và quý vị nhớ là Đức Phật ngày xưa Ngài đã từng là những người sát xấu ác, cũng đọa địa ngục như ai vậy. Nếu mà mình muốn biết, có dịp quý vị đọc những cái tiền thân của Phật. Phật đã từng là những người con bất hiếu nha, nắm đầu của mẹ, muốn đi xa mà mẹ không cho đó, mẹ quỳ xuống mà năn nỉ, mà lúc đó ham đi quá, nắm đầu của mẹ ra, phạm cái lỗi bất hiếu, vẫn đọa địa ngục. Thì Phật mới nói là, Phật mới kể là trong vô số kiếp mà không thể tính được á, khi tôi còn là những cái người phàm phu trong vòng sinh tử này nè, cũng bị phiền não trọng chướng. Quý vị để ý cái chữ đó, phiền não trọng chướng. Trọng là gì? Trọng là quan trọng, là to tát. Vậy thì cái gì mà chướng ngại mình to tát và quan trọng nhất? Phiền não. Phiền não là nó chướng hết á. Ví dụ như thường ngày mình đi chùa, tự nhiên bữa nay giận người đó cái không đi, đó là phiền não chướng á, nó ngăn trở mình á. Cho nên Đức Phật nói do phiền não trọng chướng, vì vậy mà tạo nên những nghiệp ác ở nơi thân khẩu ý. Khi chúng ta bị phiền não là chúng ta bất chấp. Bây giờ ông đó là ông Phật tôi cũng chửi nữa, bây giờ đó ông Thánh tôi cũng chửi nữa, tại tôi chửi đi tôi tọa đi ngục tôi cũng chịu. Có nhiều người giận quá bất chấp. Ta khuyên là nói thôi thôi, đừng có nói vậy tội, tôi hết sợ rồi. Tôi hết sợ rồi, tôi chấp nhận đọa địa ngục để tôi nói. Ví dụ vậy đó. Cho nên phiền não trọng chướng tạo nên những nghiệp ác nơi thân, khẩu, ý, nên phải đọa lạc vào các địa ngục như địa ngục A-ha-ha, địa ngục A-ba-ba, địa ngục A-đạt-đa, địa ngục Đồng Phủ, địa ngục Đại Đồng Phủ, địa ngục Hắc Thạch, địa ngục Đại Hắc Thạch, cho đến địa ngục Hỏa Sa. Đây là tên của những địa ngục. Và mỗi một địa ngục nó do cái nghiệp mà nó có tên. Cho nên địa ngục Hỏa Sa, ta nhớ khi ta phải đọa vào địa ngục Hỏa Sa, ta cùng với hai người bạn phải kéo một cái xe lửa. Chữ Sa là xe, Hỏa Sa là ở trong cái ngục đó toàn là những chiếc xe lửa, xe mà nó cháy lửa đó, nó cháy phừng phừng vậy đó.
Thì tùy theo cái ngục chuyên về cái gì thì nó có cái tên đó. Quý vị nào muốn biết tụng kinh Địa Tạng, kinh Địa Tạng nói đủ hết đó. Hoặc có địa ngục chỉ đập chân tay, hoặc có địa ngục lao gai trong sắt rồi cho người tội. Thì nhớ không, lấy cột đồng ôm. Mỗi một ngục đó, nó có một cái special, cái đặc biệt của nó. Giống như bây giờ là mình muốn department nào mình đi tới cái department đó, nó có hết vậy. Bây giờ Phật nói là Ta nhớ khi ta phải đọa vào địa ngục hỏa xa, ta cùng với hai người bạn phải kéo một cái xe lửa bốc cháy ngùn ngục. Quỷ đầu trâu tên là A Bàn ngồi trên xe, mấm miệng, nghiến răng, trợn mắt, miệng, mắt, tai, mũi đều phun ra khói lửa. Thân thể to lớn, tay chân gân guốc, hình sắc tía đen, tay cầm gậy sắt đánh đập luôn luôn. Mặc dầu ta bị đánh đập đau đớn nhưng vẫn cố sức kéo. Lúc đó hai người bạn của ta vì hơi sức yếu đuối kéo không nổi nên bị quỷ đầu trâu A Bàn lấy đinh ba bằng sắt đâm vào bụng, lấy gậy bằng sắt đâm đập vào lưng, máu phun ra như suối chảy, đau đớn khó nhẫn. Những người ấy cất tiếng kêu gào rất thảm thiết, người thì kêu cha mẹ, người thì kêu vợ con. Cũng giống như mình bây giờ, đau quá má ơi, đau quá cha ơi, có nhiều người đói bụng quá vợ ơi. Bình thường đói bụng thôi mà rên vậy thì xuống dưới còn dữ dội nữa. Thì có những người, người thì kêu vợ con, nhưng dầu có kêu gào như thế cũng chẳng lợi ích gì đối với mình. Phim Tàu nói ngươi giỏi thì la đi, la bể họng cũng không ai cứu ngươi đâu. Lúc ấy ta thấy những người bạn của ta chịu sự khổ não như vậy, lòng ta sinh ra thương xót, nhân lòng sinh thương tưởng xót xa ấy, cho nên ta phát tâm bồ đề vì những người chịu tội ấy mà khuyên bảo quỷ đầu trâu A Bàn rằng. Đấy, vậy thì bây giờ đọc tới đây là mình thấy Đức Phật phát tâm bồ đề do nhân gì? Nhân thấy bạn mình khổ, khổ quá, tự nhiên phát tâm, phát tâm khuyên sao? Những người phải chịu tội đây thật đáng thương xót, xin ông hãy rủ lòng nới tay, đừng nên đánh đập họ tội nghiệp. Lúc ấy quỷ đầu trâu A Bàn nghe ta nói như thế, lòng sinh giận tức, dùng đinh ba bằng sắt đâm vào cổ ta, chết liền tại chỗ. Ta liền được thoát khỏi cái tội trăm kiếp phải đọa lạc ở nơi địa ngục hỏa xa. Chính vì lúc đó ta được phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy. Nó có một cái hay là khi mà mình thấy một cái người khác khổ mà mình nguyện, mình khuyên lơn, mình thế họ chịu khổ á, tại vì tự nhiên mình hết khổ, cái nghĩa chỗ đó là sao? Tại vì mình nguyện chịu khổ và những cái khổ nó nơi mình chấp nhận. Cách đây khoảng chừng 2 tuần có một Phật tử viết cho Hòa một cái lá thơ. Con cảm ơn Thầy, dù thời gian bận rộn nhưng mà Thầy vẫn sắp xếp những chương trình tu học tới kia thế kia. Con nguyện Thầy luôn khỏe mạnh, hãy để những bệnh tật đó cho chúng con chịu, để cho Thầy khỏe, để Thầy hoằng pháp lợi sinh. Mặc dù cái lời nói đó, tất cả những lời đó nó xuất phát từ cái gì? Từ cái tâm từ. Mà hãy từ cái tâm từ mà có rồi á, cái người đó có như thế nào đi nữa người ta vẫn vui. Đó, quý vị thấy, mình thấy trong cái khổ nạn mà người mẹ chịu cho người con, mình coi phim cũng vậy đó, người ta đánh đập con mình, cái người mẹ người cha lao vào chịu đánh đập, bao nhiêu cái sự đánh đập đó ở trên thân cái người đó, nhưng mà người đó chấp nhận hết. Thì Đức Phật của mình cũng vậy, khi mà Ngài thấy người ta khổ quá, Ngài chịu nổi, Ngài phát tâm,
Một là khuyên, hai là chịu. Giống như có một lần mà ngài đọa xuống địa ngục mà thấy người bạn của mình nó bị đeo cái dòng sắt lửa đó, giống như mình vậy đó, đứng hai ba người đứng một dãy vậy đó. Ngài nhìn qua bạn, ngài thấy bạn bị như vậy, cái ngài mới nói tôi nguyện chịu thế hết cho những người bạn của tôi. Nói xong như vậy thì ngài liền lập tức những cái ngọn lửa đó tắt. Tại sao? Tại vì bây giờ, hồi nãy anh sở dĩ anh đọa khổ là tại vì cái tâm xấu ác. Bây giờ cái tâm thiện mà nó khởi một cái rồi là tất cả những cái khổ nó không còn. Cũng có nghĩa là nó còn đó, nó cũng bị khổ đó, nhưng mà nó không có khổ nữa. Cái khổ này trong nhà Phật gọi là khổ gì? Khổ thanh, chứ không phải là khổ trượt. Có nhiều khi mình hứng chịu hết mọi cái sự nặng nhọc cho gia đình, nhưng mà hoàn toàn mình vui vẻ lắm. Tại vì mình thấy con mình được bình an hạnh phúc, gia đình mình được bình an, bao nhiêu cái đó mình gánh chịu hết. Cái đó vẫn khổ chứ gì. Nhưng mà cái khổ đó gọi là khổ thanh. Khổ thanh nghĩa là cái khổ nó trong sáng hạnh phúc, chứ không phải là cái khổ của đau xót, cái khổ của buồn bực nữa. Phật bảo ngài Bồ Tát Hỷ Vương, người kéo xe lửa tức là thân ta ngày nay, nhân phát tâm Bồ Đề mà chống được thành Phật. Còn nếu mà nói về theo câu chuyện này á, cái ông quỷ A Bàn á đang hành hạ người khác, mình cũng bị hành hạ mà ở đó còn lo chuyện bao đồng. Thôi tôi xin mấy ông tha cho bạn tôi. Nói xong nó tức quá, nó quay qua nó đâm một cái ngay cổ chết ngắt. Giờ chết cho nên khỏi chịu khổ. Chứ còn nếu mà chịu khổ chung là hai ba người rồi. Người kéo xe lửa tức là thân ta ngày nay, nhân phát tâm Bồ Đề mà chống được thành Phật. Thế nên biết tất cả chúng sanh phát tâm Bồ Đề, sự đó chẳng phải một. Hoặc nhân lòng từ bi, hoặc nhân lòng giận tức, hoặc nhân lòng bố thí, hoặc nhân lòng bỏng sẻn, hoặc nhân lòng vui mừng, hoặc nhân lòng phiền não, hoặc nhân phiền não, hoặc nhân ân ái ly biệt, hoặc nhân sự oán ghét gặp gỡ, hoặc nhân gần gũi bạn lành, hoặc nhân bạn ác, hoặc nhân được coi thấy Phật, hoặc nhân được nghe Pháp. Cho nên biết tất cả chúng sanh đều phát tâm Bồ Đề, mỗi mỗi chẳng phải đồng nhất. Ở trong chúng của chúng ta ngồi đây á, mỗi người sẽ phát tâm Bồ Đề một kiểu. Pháp Hòa ví dụ, có ai đó hồi nào giờ không đi chùa, chưa bao giờ vô tụng kinh, tự nhiên bữa đó có người thân mất, rồi mình đi theo người thân lên chùa tụng kinh. Tại vì họ là người thân, là bạn bè của mình, vì đi để cho cái sự thân tình cho nên tham dự thời kinh. Mở cúng kinh ra tụng xong rồi, trời, bây giờ lời lẽ trong kinh mình bừng ra, hồi nào giờ mình đâu có nghĩ mà trong kinh có những lời hay như vậy. Từ đó thích tụng kinh, phát tâm tụng kinh luôn. Vậy thì cái đó là nhân gì? Nhân một sự kiện đám tang mà phát tâm Bồ Đề. Hồi nào giờ mình không có ăn chay, tại nghe chữ ăn chay là mình thấy có cái gì đó nó không ngon rồi. Một ngày nọ bạn mình mời đi dự lễ 49 ngày hay đám cưới đám hỏi gì đó, mời vô chùa. Trời đất ơi, tôi nghĩ là chùa đám tang, không có đâu có nghĩ chùa có đám cưới. Giờ mời không lẽ không đi? Thôi đi. Đi vô ăn cái bữa tiệc cưới chay ở trong chùa, hay bữa sao mà nó ngon như vậy. Từ đó mới biết là ăn chay ngon. Nhiều lắm. Có một lần nó có một cái em đó, nó vô chùa, nó gặp Pháp Hòa đang quét nhà. Khi nó chừng hững nó nói, ủa thầy cũng đi quét nhà nữa hả? Pháp Hòa nói, ủa thầy không quét, ai quét? Thì thầy cũng là một member trong chùa, thầy phải làm việc chứ. Nó nói, tụi con nghĩ là thầy là trụ trì là không có làm mấy nữa không? Trụ trì còn làm dữ nữa. Đây, nếu mà không ai làm thì mình phải làm. Cái nó nói, vậy để khi nào con rảnh con lên con phụ. Cái lâu lâu nó lên nó phụ, nó quét nhà, nó dọn dẹp giùm, thí dụ vậy đó. Cho nên á, trong này Phật nói nè, có nhiều khi mình thấy bạn ác mà mình phát tâm.
Có nhiều khi mình thấy bạn lành mình phải phát tâm. Có nhiều khi mình thấy cái người đó xấu mà mình phát tâm. Tại vì sao? Mình thấy họ sao mà kỳ cục quá. Giống như có một lần nó đi chiếc xe lam, đây là chuyện có thật. Cái ông đó ông cùi, lên xe ông ngồi. Ông ngồi cái không ai dám ngồi gần ông hết á. Cái thì cái ông mà ông lơ xe đó, ông đuổi ông cùi xuống. Ông mới nói bây giờ ông làm ơn ông xuống đi, ông ngồi đây rồi tôi mất hai chỗ ngồi, tại vì không ai dám ngồi hai bên ông hết á. Ông cùi cũng ngồi vậy thì người ngồi trái cũng dám ngồi, người ngồi phải cũng dám ngồi. Thì có cái cô gái đó, tóc nhuộm, đeo lỗ xỏ lỗ tai, lỗ mũi, nhìn cô hồn lắm. Tự nhiên cô nói mấy người đứng lên hết, bác này, tức là chị ông cùi á, ngồi sát vô góc, tôi ngồi kế ổng, rồi mấy người khác ngồi kế tôi đi, ông chịu chưa? Nói với ông lơ xe vậy đó. Ông lơ xe phải chịu thôi, tại bây giờ đâu ai ngồi gần ông cùi đâu, cổ tình nguyện của ngồi sát ông cùi mà. Cô ông chủ xe lam đâu có mất chỗ nào ngồi đâu. Thôi câu chuyện nó tới đó hết. Về tới chùa cái có một cô Phật tử, cô chạy tới cô hỏi bác hồi nào giờ bác có niệm có nghe Đức Quan Âm thị hiện không? Ông mới nói Quan Âm thị hiện ở đâu rồi tôi không thấy, mà thấy tôi hồi sáng này tôi thấy Quan Âm thị hiện trên chiếc xe lam. Làm sao bác? Ông mới kể câu chuyện đó. Ông nói nhiều khi Quan Âm á, mình đừng có nghĩ là mặc áo trắng đội cái mão ở tay cầm cành dương nước tịnh, mà nhiều khi Quan Âm là một cô sổ mũi đó, một cái cô tóc vàng, cô nhìn cô hồn vậy đó, mà nhiều khi trong lòng họ rất Quan Âm nha. Còn mình áo nâu, áo lam, chuỗi đeo, mà trời ơi, mình nhìn người ta ăn cái ta muốn rụng rúng luôn. Người ta mới vừa bưng gì vô để bàn thờ cúng, mình chè ra ăn cái ta tưởng cái mỏ. Cho nên nhiều khi thấy vậy cái phát tâm, ôi tôi phát tâm tôi ngán này lắm, tôi muốn làm Phật trề môi. Nhân gì là quả đó. Quý vị nghe lại cái bài ngũ chủng thiện sanh phát tướng, thiện ngũ chủng thiện căn phát tướng. Đức Phật dạy là có năm cái căn lành để mình có thể sanh cái nét đẹp. Trong đó có một cái gọi là thường niệm Phật, thường quán vô thường, khởi thấy cái cuộc đời nó vô thường, sống nay chết mai. Đó hồi nãy đi đám tang, bà cụ nói trời ơi thầy ơi, ông đâu có bệnh gì đâu. Ông lỡ ông nói với tôi, ông nói bà ơi tôi có chuyện tôi nói với bà. Mới nói câu đó thôi mà chưa kịp nói câu gì nó quỵ xuống chết. Rồi mình đi đám tang, mình nghe câu đó xong cái phát tâm bồ đề, về tu liền. Tôi gấp. Mình không có làm được việc thiện, thấy người khác làm việc thiện, đừng có soi mói, đừng có cản trở, đừng có, mình phải hoan hỷ. Bây giờ mình nghĩ đi, chồng mình đi công quả, vợ mình đi công quả, biết đi chùa, giờ giữa đi chùa đi công quả với đi nhậu đi casino muốn đi đâu? Không lẽ mình phát tâm bồ đề cho tiền cũng đi nhậu, phát tâm bồ đề cho tiền cũng đi casino? Thấy người thân mình đi tu mình phải mừng chứ. Là ông đi tu ông làm phước, ông tạo, ông cổ đi tu cổ làm phước, tạo cái phước cho ai? Cho mình, cho con cái. Cho nên thấy phải vui mừng. Cho nên Phật mới nói trong này nè, tại vì Ngài Hỷ Vương Bồ Tát hỏi nhân gì, Phật mới nói cái nhân là tôi đọa địa ngục, tôi thấy bạn tôi khổ cho nên tôi phát tâm. Nhưng mà Đức Phật nói bên cạnh đó có những người nhân cái gì? Tất cả chúng sanh phát tâm bồ đề, sự đó chẳng phải là một, tức là không phải là một việc đâu. Hoặc nhân lòng từ bi, có nhiều khi mình phát tâm vì thấy cái vị đó quá từ bi. Có nhiều khi mình phát tâm vì thấy người này giàu lòng bố thí. Có nhiều khi mình phát tâm bồ đề nhân mình thấy một chúng sanh sống với phiền não. Thôi tôi thấy rồi, tôi thấy cái chị này khổ lắm, chỉ gì đâu mà chỉ giận từ sáng tới tối rồi, chuyện gì chị cũng giận được hết rồi, tôi thấy chị khổ quá đi. Thôi tôi nguyện tôi không sống như kiểu chị được đâu, tại vì tôi thấy chị rồi, tôi chỉ sống rất là khổ. Chị ăn chị cũng thở dài, chị ngủ chị cũng thở dài,
Chỉ ngồi đâu, chỉ thở dài đó, tôi thấy chú khổ quá, tôi phát tâm, tôi bỏ. Cho nên không phải thấy cái thiện mà phát tâm không, mà nhiều khi thấy cái xấu, cái dở cũng phải phát tâm. Cho nên trong này nói là nhân ái biệt ly, hoặc nhân sự oán ghét gặp gỡ, nhân gần gũi bạn lành, hoặc nhân gần nhân bạn ác, hoặc nhân được coi thấy Phật, hoặc nhân được nghe Pháp, vân vân. Cho nên biết tất cả chúng sanh phát tâm Bồ Đề, mỗi mỗi chẳng phải đồng nhất. Hỷ Vương nên biết Bồ Tát Ma Ha Tát tri ân báo ân sự đó như thế, biết ơn và đền ơn sự việc là như vậy đó. Khi Phật nói pháp ấy rồi, có 18,000 người đều phát tâm vô thượng, chính đẳng, chính giác. Trong tất cả đại chúng có người được chứng quả Tu Đà Hoàng, cho đến chứng quả A-La-Hớn, thiên địa quỷ thần, nhân và phi nhân cũng phát tâm thanh văn, bích chi Phật. Sau khi được nghe Phật nói pháp, ai nấy đều vui mừng, đầu mặt làm lễ Phật, rồi quanh về phía bên phải mà lui trở ra. Thì Đức Phật nói xong cái đoạn kinh này, Phật nói xong cái lời dạy đó, thì rất nhiều người xung quanh phát tâm. Thì cái phẩm này tên là Phát Tâm Bồ Đề. Thì thưa đại chúng, trong cuộc đời của chúng ta, những việc gì chúng ta làm đó, nó đều có nguyên nhân hết đó, nó đều có cái duyên do hết, chứ không phải tự nhiên không. Có một lần có một chị Phật tử lên đây gặp Pháp Hòa, gọi dẫn theo vài người bạn. Sau khi câu chuyện nói xong rồi, cái mấy chị đi ra mới nói: tụi con lúc này dịch bệnh không có đi làm, trên này thầy có cần gì lên phụ không? Nó trời, chùa thì lo gì, không có việc. Cái kéo nhau lên làm, cái từ từ cái quen gần gũi người này kia, cái bây giờ đi chùa thường, biết tụng kinh, biết làm công quả, biết tham dự những buổi pháp thoại, cũng là một nhân duyên. Nhiều khi chúng ta trong cuộc đời này, chúng ta thấy những cái gì mà chúng ta phát tâm. Cho nên hôm trước mình nói chữ phát nó có 4 loại phải không? Tự phát, nhớ không? Hỗ trợ. Hỗ trợ thì gồm có 2 loại. Có nhiều khi thầy mà, thầy tổ giáo, có những bậc thầy mình có những lời dạy. Vì vậy cho nên á, bằng hữu của mình cũng là những người giúp cho mình phát tâm. Thế thì hôm nay chúng ta học cái phẩm này kết thúc, để đại chúng nhớ là bất cứ việc gì chúng ta làm, nó đều có cái nhân duyên phát tâm. Đấy, hồi nãy có 2 vị ở Calgary lên nè, định ghé vô chùa. Mà nói thiệt nha, ghé vô chùa kiếm đồ chai rồi đi. Xong cái hồi hỏi bữa nay có chương trình, bữa nay rằm nè, có chương trình lễ Quan Âm nè, thôi sẵn dịp mấy thỏa mới lên đây lần nè. Hồi nãy là có chương trình hết rồi đó, bây giờ nghe ở đây có nhân cái chuyện này phát tâm ở lại đó, nghe pháp lại Phật. Mà hãy cái thiện mình làm việc này thì việc khác mình khỏi làm, mà việc khác thì nó đâu có sanh phước sanh đức gì đâu, mà việc này nó được sanh phước sanh đức đó, nhiều đó thôi. Rồi có những người do người thân bệnh, do người thân mất, đi chùa lễ Phật tụng kinh, từ đó nhân cái cơ hội đó mà phát tâm. Vừa rồi đó có một cái gia đình, 2 ông bà, thì nhiều khi phần đầu á, bà mất anh em chưa phát tâm nhiều, mãi đến khi mẹ mất, tự nhiên các anh em bây giờ lớn hơn rồi, có tuổi rồi, biết nhìn cuộc đời, biết quán chiếu rồi, bây giờ lại có cái chiều sâu hơn trong vấn đề tu tập, đời sống của một đạo đức của một người Phật tử. Cho nên Pháp Hòa thấy những cái chuyện đó Pháp Hòa mừng lắm. Mà tự nhiên những cái chuyện đó mình mới thấy rằng lời Phật dạy, lời Phật dạy là nhiều khi á, một cái nhân này nó rơi rụng để muôn cái nhân khác phát sinh. Đúng quả thật như vậy. Cho nên nói rồi, để đại chúng mình hơi tích cực một chút ha. Có những người nghèo ở dưới miền, ở ngoài miền Trung á, cả đời họ đâu có được sự giúp đỡ như lần này.
nhiều khi sau một lần này cái các vị được renew, được làm mới trở lại đời sống của mình. Đó mình nói cái phần tích cực á, có nhiều khi cả đời chưa bao giờ cầm trong tay cả 500-700 đô trị giá tiền, nhưng mà lần này lại được người ta tới ủng hộ, có khi lên tới đó, hoặc là có khi thật sự là trong cái cuộc sống cái gì nó cũng có cái, trong cái rủi á, nó cũng có cái hạnh phúc của nó. Vì vậy cho nên á, chúng ta học cái này để chúng ta hiểu được cái nhân duyên của các pháp. Và cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Có nhiều khi cái pháp này nó không có và pháp khác nó sanh. Cho nên thấy được như vậy, cho nên chúng ta phải tin tưởng ở nơi cái nhân duyên sự việc. Mà Đức Phật ngày xưa Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, cái mà Ngài giác ngộ, Ngài phát hiện ra được là những cái chuyện nhân duyên, nhân quả trong cuộc đời. Đại chúng nhớ là đạo lý của nhân duyên, đạo lý của nhân quả không phải Đức Phật là người sáng tạo ra nó. Nó là cái chuyện hiển nhiên trong cuộc đời này, nhưng Đức Phật là người thấu đáo được cái đó, thấy rõ được cái đạo lý đó. Như vậy cho nên nếu mà nói theo cái chữ tuần tự Phật, Pháp, Tăng, nói vậy phải không? Nhưng mà nếu mình nhìn sâu vô, cái gì có trước? Pháp có trước hay Phật có trước? Hả? Pháp có trước. Tại vì nếu không có Pháp thì làm sao Phật nương vào cái Pháp đó Phật tu? Phải vậy không? À, cho nên nếu mà nhìn sâu là Pháp có trước. Nhờ Phật, ví dụ như nhân quả có phải là một Pháp không? Nhân duyên có phải là một Pháp không? Đó, nó tất cả là một Pháp. Nhưng mà không ai thấy được điều đó. Đức Phật tư duy quán chiếu, Ngài nương tất cả mọi cái Pháp đó, Ngài thấu đáo được cái đó, và cái đó làm cho Ngài bừng ngộ lên. Vậy thì cái Pháp đó đã giúp cho Đức Phật giác ngộ thành Phật. Vì vậy mà trong kinh cũng có câu á, Pháp là mẹ của ba đời chư Phật. Tại vì thường thường mình nghĩ có Phật mới có Pháp, nhưng mà thật sự ra nếu mình nghĩ suy cho cùng thì Pháp chính là những cái điều, là những cái sự tu tập đó. Nếu không có cái Pháp đó, Phật nương vào cái gì mà tu để mà thành Phật? Các vị đó trước chưa thành Phật, nương vào đâu mà tu đó thành Phật? Cho nên Pháp là ba đời chư Phật là đương nhiên. Hay nói một cách khác, trí tuệ là mẹ của ba đời chư Phật. Mình không có trí tuệ thì không có thể tư duy, không có quán chiếu, không có suy tư gì hết, không thành Phật được, không giác ngộ được. Cho nên một người giác ngộ là có trí tuệ, mà không phải là tự, phải có trí tuệ mới thẩm thấu được các pháp, vậy mới thành Phật được. Giống như hồi đó là mình, làm ví dụ như mình đi, phàm phu không biết gì hết, nhờ vô chùa bắt đầu nghe pháp, nhờ pháp làm cho mình tỉnh ngộ, tỏ ra bây giờ mình là một con người mới, một con người sống có an lạc, một con người biết tha thứ, một con người biết thông cảm, một con người biết thương yêu. Nhờ pháp mà mới có tôi ngày nay. Vậy thì bây giờ nó trời ơi chị tốt quá, chị giỏi quá. Dạ, pháp đó, pháp là con đường sáng dẫn tôi thoát cõi mê.